Ji Sao là một anh chàng có niềm đam mê bóng chày vô cùng mãnh liệt, anh đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi bóng chày tổ chức trên khắp thế giới. Ngoài ra Ji Sao còn có một năng lực đặc biệt là đọc thuật tâm, anh có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của đối phương và tìm ra lối chơi phù hợp. Nhưng những cố gắng của anh đều không được công nhận, khi bị mọi người xung quanh nhận xét rằng kỹ năng chơi bóng của anh chàng không quá nổi trội, thế là Ji Sao đành phải khép lại hành trình chinh phục ước mơ của mình tại đây. Kể từ đó cuộc sống của anh vô định, không có nghề nghiệp gì đàng hoàng, nên anh ao ước được đi vào con đường cờ bạc để kiếm ra thật nhiều tiền, nhưng lại bị bố mẹ ngăn cản. Thấy vậy người anh trai đã sắp xếp cho anh làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ bóng chày. Liệu với đầu óc kinh doanh cùng với khả năng đặc biệt mà ông trời ban tặng, Ji Sao có thể thành công trong công việc mới này hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo cuộc hành trình mới của anh ấy nhé. Trước mắt chúng ta là một trận đấu bóng chày đầy kịch tích, người dẫn chương trình liên tục bình luận rất sát sao. Liệu lần này Ji Sao có mang đến cho chúng ta một trận đấu mãn nhãn không đây? Anh chàng vừa đứng trong tư thế ném bóng vừa ngẫm nghĩ, điều gì có thể tạo nên một cầu thủ tài ba? Một điều tôi có thể chắc chắn chính là, đó không phải bản thân tôi. Ví dụ đi, vận tốc trung bình cú ném 4 đường của tôi sẽ rơi vào khoảng 124 km/h, đối thủ cười nhếch mép chê bai kỹ năng của Ji Sao, chậm như rùa bò. Bỗng dưng, tất cả khán giả như vỡ hòa, bình luận viên cũng không giấu được cảm xúc vui mừng của bản thân. Không cần phải bàn cãi nữa rồi, là một cú hom dân, lẽ nào cầu thủ Ji Sao là chiến thần bách chiến bách thắng đó sao? Ji Sao khiêm tốn tự nhận xét bản thân mình, ngoài tốc độ chậm, kỹ năng ném bóng xoáy của tôi cũng không tốt lắm, thứ hữu dụng ở tôi được một chút chỉ có khả năng kiểm soát, nhưng cũng bị đánh giá kém nốt, nên lúc nào tôi cũng nghe những lời này. Trong phòng chờ, một vị huấn luyện viên tiến lại nói chuyện với anh, Ji Sao, huấn luyện viên đang cân nhắc, cậu chưa đủ tài năng cho bộ môn bóng chày này lắm, hay là tranh thủ học hành thêm kỹ năng khác mà phát triển đi, tôi nghe bảo hồi còn đi học cậu cũng đứng nhất nhì mà hả? Nên nghĩ kỹ lại đi nhé. Trước lời nói ấy Ji Sao ngập ngừng thầm nghĩ, có lẽ đây là một lời khuyên rất sáng suốt dành cho cầu thủ, nhưng tôi, sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định, không đâu, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng chày. Có một lý do để bản thân không bỏ cuộc, mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi lên 15. Trong một lần thi đấu, trước lúc ném bóng Ji Sao suy tính rất kỹ càng, mình nên ném kiểu nào đây, bóng xoáy cong hay bóng nĩa. Đột nhiên trong đầu anh hiện lên tiếng nói của ai đó, bóng nhanh đi, chỉ cần là bóng nhanh thì thế nào mình cũng đỡ được. Khuôn mặt Ji Sao tái mét khi lần đầu gặp tình huống độc lạ Bình Dương này, có chuyện gì vậy, lẽ nào mình nghe được tiếng lòng của người khác sao? Đọc tâm thuật, đây là lý do tôi không thể từ bỏ bóng chày. Ji Sao nhoẻn miệng cười thích thú trước tài năng đặc biệt này của bản thân, mình có thể nhìn thấu và dự đoán suy nghĩ của mọi cầu thủ, đã có kỹ năng xịn sờ vậy rồi thì sao từ bỏ bóng chày được đây? Nhưng không phải lúc nào đọc tâm thuật cũng trả về những kết quả hay ho, vị huấn luyện viên tươi cười nói, vậy sao, nếu cậu đã muốn thế. Ji Sao dễ dàng biết được ông ta chỉ giả vờ thân thiện mà thôi, còn trong lòng lại không mấy hài lòng trước quyết định này của anh, tên lì lợm này. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì Ji Sao vẫn hạ quyết tâm, tự nhủ với lòng, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Tôi đã đến nhiều nơi để có thể chơi bóng chày, từ các giải đấu riêng lẻ OVKG Nhật, Mỹ, cho tới giải bán chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Dù là ở nơi nào đi nữa, tôi vẫn sẽ cố hết sức, nhưng bóng chày không bao gồm nỗ lực và ý chí. Không có đội nào muốn giữ tôi làm cầu thủ cả. Và vào năm 32 tuổi, sự nghiệp cầu thủ bóng chày của tôi đã khép lại. Tại nhà của Ji Sao, bố anh đã có một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc với anh, con trai út của bố. Anh lễ phép đáp lời, dạ bố, ông ấy thẳng thắn nói ra, bố đã suy nghĩ chuyện này khá lâu rồi. Về việc con sẽ làm gì để mưu sinh Ji Sao à? Anh dường như thấu hiểu được nỗi lòng của người bố, dĩ nhiên là bố mẹ sẽ lo lắng rồi, mình mà là họ có khi còn giàu dĩ hơn, nhưng mình đã có một kế hoạch tuyệt vời để tận dụng năng lực đọc tâm này rồi. Ji Sao vô cùng tự tin trả lời, bố, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Người bố mừng ra mặt, nôn nóng hỏi, sao nào, nói bố nghe xem nào. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của anh đã làm cho sắc mặt của ông ấy thay đổi, hãy cho con mượn 50 triệu con ạ, không hơn không kém. Tay chân của người bố như muốn rụng rời hỏi lại, 50 triệu con, rồi con định làm gì với số tiền đó? Ji Sao vô cùng mạnh miệng dõng dạc trả lời, con sẽ chơi bài Tây. Anh bắt đầu ngồi kể lể luyên thuyên để thuyết phục bố, ở Mỹ cũng có một giải đấu cờ bạc như giải cờ vây ở nước mình vậy, phần tiền thưởng nhiều lắm đó bố. Con tin mình có thể chiến thắng, chỉ cần thắng một phát là 50 triệu con đó cũng chỉ như tiền lẻ bỏ túi thôi bố à. Vẻ mặt của người bố đằng đằng sát khí, cất tiếng gọi, Di Trang con trai cả của bố, ra ngoài lấy cây chổi vào đây cho bố. Bố phải tẩn thằng dở hơi này một trận mới được, ông ta cầm chặt cây chổi trên tay với cơn thịnh nộ dâng trào. Ji Sao bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát nên run lẩy bẩy cầu xin, bố à, bố ơi, một tiếng thét đầy đau đớn vang lên rúng động cả một dãy chung cư. Sau trận đánh đòn, anh ngồi lủi thủi một mình ở ngoài công viên với cái cục u trà bá trên đầu. Bỗng anh cả Di Trang tiến lại gọi với giọng trìu mến, em trai. Anh ta còn cười khoái chỉ hỏi thăm, cảm giác lần đầu bị tống cổ ra khỏi nhà thế nào hả? Đớn không em? Ji Sao ôm lấy cánh tay đau nhức của mình mà nói, đớn quy cả trưởng luôn đó anh, Người anh ôn tồn bảo, bố là thám tử chuyên điều tra mấy vụ án sát hại người hơn 30 năm nay rồi đấy, em không đấu lại được đâu. Di Trang quay sang nhìn chằm chằm vào mặt của đứa em trai rồi tâm sự, với lại anh thấy, em hơi chập mạch thật, lời nhận xét thẳng thắn ấy như vết dao cứa thật sâu vào trái tim của Di Seo. Anh gượng cười cho đỡ quê rồi giả ngu ngơ quay sang hỏi, chập mạch gì cơ, em á, từ hồi cấp 2 tới giờ chưa có ai bảo em vậy đâu à nha. Di Trang liền hỏi, chứ em nghĩ sao mà đi tuyên bố với một thám tử là sẽ dùng bài bạc để kiếm tiền thế. Di Seo vẫn cố chấp trả lời, đó là giải đấu hẳn hoi ở Mỹ mà. Trước sự cứng đầu cứng cổ của Di Seo, Di Trang cũng không muốn cãi nhau để mọi chuyện thêm rắc rối nữa, rồi anh hiểu ý em, và anh cũng nghĩ em có thể làm được. Nhưng bây giờ không phải lúc. Đã có bao giờ bố mẹ phản đối chuyện em làm chưa? Di Seo ngập ngừng trả lời, chưa ạ. Di Trang bắt đầu đưa ra lời khuyên cho đứa em ngây thơ của mình, em không thấy bây giờ là lúc, em chứng tỏ cho họ biết mình cũng như bao người, tìm một công việc rồi mang lương về cho gia đình sao. Bố mẹ cũng bắt đầu có tuổi rồi, làm sao cho họ yên tâm chút đi, hiểu ý anh không? Di Seo tươi cười đáp lời, em hiểu mà, anh nghĩ em trai anh đần lắm hay sao thế? Trước những lời nói ấy, Di Seo ngồi vắt óc suy nghĩ, giờ tìm việc gì đây ta, hay đi làm bán thời gian nhỉ, nhưng bán thời gian cho gì mới được, rồi mình chơi bóng chảy là vì gì đây? Di Trang lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho đứa em trai, đây nhận lấy, Di Seo tò mò hỏi, gì vậy anh? Anh ta bảo, mau đi xem thử đi, anh nhờ bạn xếp một vị trí cho em rồi đó. Di Seo nhìn vào tấm danh thiếp thì bất ngờ nhận ra, trung tâm giao lưu bóng chảy. Ngày hôm sau, nghe lời của anh cả Di Trang, Di Seo đã đi đến trung tâm để phỏng vấn. Cậu Di Seo à? Ông giám đốc nhìn anh với vẻ mặt ngờ vực, từ bỏ hành trình bóng chảy thật đó à? Anh nói thầm trong bụng, người này là giám đốc Soman. Ông ta vô cùng hứng thú về cuộc hành trình tham dự bóng chảy của anh. Tôi hiểu khúc ở Nhật với Mỹ rồi, nhưng còn voi thanh đảo ở Trung Quốc cũng có bóng chảy à? Cậu đi nhiều nơi thật đấy. Di Seo cũng thành thật chia sẻ, vâng ở đó có một giải đấu bán chuyên nghiệp. Bất ngờ, ông ta cười tít mặt nói, được rồi, cậu từng chơi bóng chảy là được cả. Nhìn thái độ của ông ấy, anh mới ngấm ngầm nhận ra, cái tính lạc quan này, đúng là bạn của anh mình có khác. Giám đốc Soman đặt bản hợp đồng lên trên bàn rồi bảo, cậu là em trai của Di Trang nên tôi muốn tuyển về ngay luôn ấy chứ, nên quy trình vẫn phải bao gồm phỏng vấn, nên tôi sẽ hỏi cậu vài câu đơn giản nhé. Cậu đã lựa chọn rất sáng suốt khi vừa giải nghệ đã chuyển sang làm cho nơi giao lưu bóng chày này, vậy là tốt, vì ở đây có khá người ở tầng lớp giàu có cũng đến chơi nữa. Anh mỉm cười đáp, em có biết chuyện đó. Ông ta lại nói tiếp, tạo dựng quan hệ với những người này sẽ mở ra rất nhiều cơ hội tốt, cậu có thể được nhờ kèm riêng, hoặc nếu may mắn hơn sẽ được thuê thi đấu trong các trận bóng chày riêng của họ. Di Seo ngồi chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu của giám đốc, chuyện này thì mình mới biết rồi. Sau một hồi nói luyên thuyên, Soman bắt đầu nói ra những khó khăn mà mọi người hay gặp phải, nhưng vấn đề cũng nằm ở đó, bây giờ có rất nhiều nơi mọc lên, nhắm vào các đối tượng khá giả đó. Với tình huống này siêu sao bóng chày của chúng ta nên dùng chiến thuật quản lý thế nào đây? Di Seo giật mình sửng sốt trước câu hỏi này, chiến thuật quản lý sao? Sao anh ấy lại hỏi mình câu này? Anh bắt đầu vận dụng hết sự linh hoạt và chất xám của bộ não để suy nghĩ, nhưng đừng hoảng, nghĩ ra rồi, với tình hình này. Vừa mới nghĩ ra anh là anh đã trả lời ngay, với tình hình này, em sẽ giảm giá học phí. Sau đó, anh bắt đầu giải thích lý do vì sao mình lại chọn giải pháp này. Quanh đây có rất nhiều công ty kinh doanh, đa số khách hàng đều là nhân viên văn phòng ở độ tuổi 30 với ngoài 40 thôi nhỉ, nguồn tiền của họ hầu hết là do vợ đưa cho, nên dĩ nhiên sẽ có tâm lý rất nhạy cảm với giá cả rồi, đúng không? Soman cảm thấy vô cùng bất ngờ trước đầu óc tính toán của Di Seo. Ông ta lại chỉ ra một vấn đề nan giải trong phương án của anh chàng, nhưng giảm học phí không dễ, vì như thế sẽ giảm cả lợi nhuận của chúng ta, nên phải đền bù phần thiệt hại đó. Di Seo nhanh nhảu trả lời, bằng cách kinh doanh các trang thiết bị bóng chảy bên kia. Soman ngay lập tức đồng ý trước đề xuất hay ho này. Được đấy, tôi cũng nghĩ y chang vậy luôn. Cậu Di Seo này cậu thật sự là em trai Di Trang à? Thật không ngờ cậu lại sắc sảo thế này luôn đấy. Anh chàng khiêm tốn trả lời, cảm ơn anh nhiều nhé. Giám đốc Soman tươi cười động viên, được rồi, cùng nhau cố gắng nhé cậu Di Seo. Anh cũng vui vẻ đáp lại, rất mong được hợp tác lâu dài với anh. Thế là chỉ qua một cuộc phỏng vấn mà Di Seo dễ dàng kiếm được công việc mới. Lúc đó, tôi đã không biết rằng, trong hiệp thứ 9, với hai cú bóng ra ngoài trong đời bóng chảy của tôi, một cú hom dân ngoạn mục sẽ bất ngờ xuất hiện. Di Seo với vẻ ngoài đầy bảnh bao cùng với nụ cười đốn tim biết bao nhiêu fan hâm mộ. Sau cuộc phỏng vấn, Di Seo ra về nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện đó. Huấn luyện viên ở trung tâm bóng chày giao lưu, siêu sao bóng chày. Lương theo giờ vẫn chưa nhiều nhặn gì lắm, nhưng bán được trang bị là được ăn chia phân nửa hoa hồng rồi, nên cũng không quá tệ. Mặc dù đây là thanh lý đồ tồn kho thôi, một năm thôi, phải, chỉ cần siêng cày cuốc trong vòng một năm là mình có thể thỏa sức theo con đường cờ bạc mà không cần nhờ bố giúp đỡ rồi. Vừa về đến nhà anh đã cất tiếng chào hỏi, con về rồi đây, rồi thưởng thức ngay một ly mì nóng hổi, thơm lừng. Anh cả Di Trang hí hửng đi vào phòng hỏi chuyện, Di Sao em về rồi đó à? Anh vừa nhai nhùng nhoàm vừa đáp lại, à anh cũng mới về hả? Di Trang tiến lại hỏi với em mình bằng giọng điệu xem thương, sao rồi họ có bảo em lượn đi vì tới từ Thanh Đảo không? Di Sao nhếch mép cười khẩy bảo, anh nói gì thế, mai em bắt đầu làm rồi đó, từ 2 giờ chiều tới 11 giờ tối, sau khi nghe xong, người anh cả có tí lo lắng, coi bộ gắt hơn anh nghĩ nhỉ. Di Sao mạnh miệng nói, khó mấy em cũng làm thôi. Anh cả bật cười bảo, thằng nhóc này, đang ra vẻ với anh đó hả, để anh mua cho em. Đang nói chuyện thì anh ta phát hiện ra có cái gì đó quanh quanh nằm ở trên bàn. Nhìn kỹ lại thì Di Trang mới giật mình hoảng hốt, khoan đã gì đây? Đây là đôi găng tay Tabota Luger phiên bản giới hạn năm 2023 của cầu thủ Mu ra sao? Di Sao khó chịu nhắc nhở, anh đừng chạm vào, em đang xài cho nó bớt mới đi đó. Anh ta tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, gì cơ xài cho bớt mới đi á? Di Trang vừa chửi mắng vừa đánh tới tấp vào thằng em, cái thằng điên này, em có điên không? Anh cá là có đó. Di Sao dùng tay chống đỡ rồi tức tối bảo, có anh điên ấy. Anh cả làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể anh mày không chơi bóng chày nhưng có đứa em là cầu thủ thì anh cũng phải biết ít nhiều chứ. Đôi găng tay đó đáng giá hơn cả triệu quan đấy. Em nghĩ anh thấy xong còn bình tĩnh được à? Mới bắt đầu thôi mà vác một đôi cả triệu quan về nhà rồi hả? Nói anh nghe xem, em lấy tiền từ đâu ra? Di Sao bắt đầu cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Anh thở dài ngao ngán khuyên ngăn, anh à bình tĩnh đi. Lúc còn hoạt động là em dùng một đôi 300.000 quan lận đấy. Giờ em chuyển qua xài đôi 1 triệu quan có gì lạ làm sao? Di Trang gãi đầu ngẫm nghĩ lại cũng đúng ha. Anh ta lại chuyển sang hỏi câu khác, vậy em mua đôi găng tay đó về làm gì thế? Di Sao cầm đôi găng tay lên rồi kể cho anh ấy nghe dự định của mình, em định bán nó cho thành viên ở trung tâm, với giá khoảng 1,5 triệu quan đi. Nghe xong giá Di Trang muốn ngã ngửa, gì cơ 1,5 triệu á? Em điên rồi đúng không? Em mua đôi đó trên mạng với giá 900.000 quan là được giảm giá rồi, em định bán kiểu gì mà lấy 1,5 triệu vậy? Di Sao thấy vậy liền tạo ra một cuộc cá cược, anh cược với em không? Vẻ mặt anh chàng thể hiện rõ sự tự tin, rồi xem em có bán được nó với giá 1,5 triệu hay không nhé. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Di Sao đi làm việc. Trong phòng, có một cậu trai trẻ tiến lại gọi, huấn luyện viên Di Sao. Anh thân thiện đáp lời, huấn luyện viên Han. Cậu ta tò mò hỏi, nghe giám đốc bảo là cậu định bán đôi găng tay Tabota đó à? Anh không ngần ngại mà trả lời, vâng giám đốc hứa sẽ cho tôi một khoản hoa hồng hậu hĩnh. Cậu Han thở dài nhắc nhở, mới vào thì năng nổ là tốt, nhưng đừng làm quá. Di Sao nghiêm túc hỏi, sao ạ? Trong lòng anh thầm suy đoán, gì đây anh ta coi thường mình à? May là nhờ có thuật đọc tâm nên anh có thể dễ dàng biết được huấn luyện viên Han đang nghĩ gì. Cậu nhóc Thanh Đảo này, không cẩn thận là lỗ giặc máu với đôi găng tay đó như chơi đấy. Hóa ra ý anh ta không phải thế. Thấy cậu ta đứng im như tượng không chịu trả lời, Di Sao đành phải hỏi lại, anh bảo đừng làm quá là sao? Cậu Han gãi đầu hỏi anh để xác nhận, thì chuyện đôi găng tay ấy, cậu định bán nó cho ngài Ung Min sẽ đến lúc 7 giờ đúng không? Đúng vậy chủ tịch Ung Min, chuyện kinh doanh cho thuê các tòa chung cư studio lớn và được biết đến như một phú ông ở trung tâm này. Dường như Di Sao đã tìm hiểu rất kỹ về vị khách này của mình, ông ta rất hay sưu tầm các trang bị bóng chày và cũng đã có một bộ sưu tập xịn sờ của riêng mình. Huấn luyện viên Han tiết lộ cho anh một vài thông tin cần thiết. Theo những gì tôi biết được thì ngài Ung Min rất thích xem những trận đấu đỉnh cao, nhưng vấn đề chính là người đó sẽ không bao giờ mua trang bị chúng ta bán đâu. Di Sao ngơ ngác hỏi, tại sao thế? Cậu Han cũng nhiệt tình giải thích, vì ở trung tâm này không có món đồ nào đạt được tiêu chuẩn của ông ấy cả. Mọi thứ người đó dùng đều là những trang bị đã từng được các tuyển thủ giải đấu chính quy sử dụng, kể cả cây gậy tới quả bóng. Lẫn đôi vớ của ông ta đều tương tự, cậu nghĩ đồ của trung tâm chúng ta sẽ lọt vào mắt xanh của người đó sao? Bởi vậy tôi đã bảo giám đốc rồi mà, không được đâu, tôi rất cảm ơn lời khuyên của anh. Di Sao nở một nụ cười đầy sự tự tin đáp lời, cứ để tôi thử cách của mình trước đã. Huấn luyện viên Han bất lực thầm nghĩ, tôi từng chứng kiến bao nhiêu người thất bại rồi đấy. Anh nhìn thẳng vào mặt cậu ta mà nở một nụ cười rạng rỡ nói thầm trong bụng, huấn luyện viên Han à, tôi biết anh đang nghĩ gì đó. Bên ngoài sân tập, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Di Sao cất tiếng gọi, mọi người, mau tập trung lại nào. Anh bắt đầu phổ biến bài học hôm nay đến cho các học viên, chúng ta sẽ luyện phòng thủ trên sân. Sau khi bóng chạm vào gậy của các huấn luyện viên, các cậu chỉ cần bắt bóng rồi dùng hết sức để ném vào khung lưới kia. Gõ. Chủ tịch Ung Min đứng bên ngoài than vãn, sao hôm nay tôi cứ thấy sao ấy nhỉ? Giám đốc Soman chỉ biết bảo, chắc do anh tưởng tượng thôi. Thấy thời cơ đã tới, Di Sao bắt đầu tiến lại tiếp cận chủ tịch Ung Min. Vừa đến nơi anh tươi cười cất tiếng gọi, anh Ung Min. Ông ta làm ra vẻ bất ngờ trả lời, huấn luyện viên Di Sao. Anh tận tình hỏi Han ông ấy, hôm nay trong người anh không khỏe lắm à? Chứ tôi thấy anh hụt mất vài quả rồi kìa. Ung Min bật cười đáp, vậy sao? Chắc cho tôi vừa lên cân chút đó mà. Nói rồi ông ta đeo găng tay vào căn dặn anh, nương tay chút với tôi nhé. Di Sao bắt đầu làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nói, có lẽ đó cũng là một phần, nhưng tôi nghĩ anh nên cân nhắc đổi găng tay đi thì hơn đấy. Hôm nay tôi sẽ cho anh mượn. Không để anh nói hết câu, Ông ta đã chê ngang và nói với giọng điệu khó chịu, "Này huấn luyện viên Giselle, cậu làm tôi thất vọng quá đấy. Cậu chưa nghe huấn luyện viên Han nói gì à? Tính tôi sẽ không bao giờ ngó đến các trang bị không thuộc hàng top, vậy mà cậu vẫn lấy hàng ra chào mời tôi à?" Dù bị ông ta góp ý thẳng mặt, nhưng Giselle vẫn mạnh miệng phản bác lại, "Ung Min, tôi có bảo sẽ bán nó cho anh đâu nhỉ? Tôi chỉ bảo hôm nay sẽ để anh mượn nó thôi mà." Ông ta đuối lý lắp bắp hỏi, "À?" Chưa dừng lại ở đó, Giselle còn dõng dạc tuyên bố, "Hơn nữa, nếu anh nghĩ kỹ hơn chút, đôi Tabota này có giá trị còn cao hơn cả đôi găng của anh đấy." Chủ tịch Ung Min tức đến đỏ mặt khi lần đầu bị một tên huấn luyện viên xem thường, "Cậu vừa nói gì cơ? Định giỡn mặt với tôi à? Cậu có biết tôi đang dùng đôi găng tay gì không?" Ông ta cười nhếch mép khinh bỉ, "Dám cá là không rồi, đây là..." Giselle thể hiện sự uyên bác của mình tiếp lời, "Tôi biết và biết rõ cả chủ nhân của nó nữa. Đây là đôi găng tay của cầu thủ chặn bóng giỏi nhất trong giải đấu bóng chày chính quy, Seymour ở mùa giải năm 2021. Ung Min quê độ đến nỗi mặt mày tối sầm lại, mọi người xung quanh không ngừng khen ngợi anh, huấn luyện viên Giselle đỉnh thế, nhưng nhìn cũng có khác gì mấy đôi găng tay khác đâu. Để không bị nhục mặt, ông ta lại tiếp tục bảo với anh, "Biết rồi thì thôi, đúng đấy, đây là găng tay của Seymour, vậy mà cậu còn dám bảo đôi Tabota này tốt hơn à?" Mọi thứ dường như diễn ra theo đúng kế hoạch của Giselle, bước tiếp theo anh bắt đầu thao túng tâm lý, thách thức ông ta, "Nếu anh muốn biết tại sao tôi lại nói thế, chi bằng anh thử dùng nó bắt bóng đi. Đã am hiểu giới bóng chày cỡ thì tôi tin chắc anh sẽ hiểu ra ngay thôi." Bị thách thức như vậy, Ung Min ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của anh, "Được thôi, nhưng chắc chắn là tệ hơn đôi của tôi, rồi tôi khỏi tới cái trung tâm này nữa luôn. Cứ làm như đôi Tabota này xịn hơn găng tay của cầu thủ chính quy vậy." Giselle dồn lực vào cây gậy đánh một phát thật mạnh, Ung Min ngỡ ngàng kinh ngạc khi có thể bắt được bóng một cách dễ dàng. Sau khi bắt được quả bóng, ông ta nhảy cẫng lên trong vui sướng, "Gì thế này? Cảm giác cứ như quả bóng tự chui vào đôi găng tay luôn." Ung Min đứng hình, nhìn chằm chằm vào quả bóng đang nằm gọn trong lòng bàn tay với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ông ấy liền thay đổi thái độ, mỉm cười thích thú bảo với lòng, "Đôi găng tay này mình muốn có nó." Tại phòng chờ siêu sao bóng chày, một người hào hứng hỏi, "Huấn luyện viên Kim, tôi có thể chạm vào chiếc găng tay đó một chút được không?" Người khác lại nói, "Này anh bạn, tôi trước chứ." Lúc này, chủ tịch Choi vỗ vai cậu và bảo, "Này, huấn luyện viên Kim, có gì mà cậu phải làm giá thế hả? Tôi sắp bực đến mức không thở nổi rồi đây, ít nhiều cũng nên giải thích rõ ra đi chứ." Ông ta khen ngợi, "Đôi này bắt bóng còn xịn hơn cả đôi được dùng trong giải đấu chính quy nữa, tìm được nó ở đâu mà hay thế." Giselle mỉm cười, trong đầu nghĩ, ai cũng phát cuồng vì đôi găng tay cả rồi. "Sau vài ngày quan sát, tôi đã đi đến một kết luận, khát vọng chiến thắng của các cầu thủ chuyên nghiệp và những ông chú chơi bóng chày nghiệp dư đều giống nhau. Muốn chơi giỏi, muốn trở thành cầu thủ chính, muốn trở thành tay đập số 4, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc luyện tập nhiều hơn. Ai cũng phải tập luyện thôi mà, nhìn mà oải người ghê." Cậu nhắm mắt lại, tiếp tục tính toán, nhưng vì mọi người đều phải làm việc để kiếm sống, nên việc dành thời gian cho điều đó là không dễ, vì vậy muốn có thiết bị tốt là điều hiển nhiên. Chỉ cần giải quyết được chuyện lần này là sẽ có hàng đống người xếp hàng để mua găng tay của mình rồi. Thế rồi Giselle lên tiếng, "Tại sao thay găng tay lại có thể bắt bóng dễ dàng hơn? Đơn giản thôi. Vì đây là đôi găng tay tôi đã điều chỉnh theo phong cách chơi của chủ tịch Choi, là một chiếc găng tay được tùy chỉnh đặc biệt." Ông ta hơi nghi ngờ hỏi, "Huấn luyện viên Kim, cậu đang đùa tôi à? Cậu nghĩ tôi chơi bóng bao nhiêu năm rồi mà lại chưa từng tự làm một chiếc găng tay tùy chỉnh sao? Tôi đến Nhật để đặt làm riêng luôn rồi đấy nhé." Cậu mỉm cười nhìn Ung Min bực bội, sau đó đáp, "Sao có thể so nó với đôi găng được tùy chỉnh chỉ bằng cách đo kích thước bàn tay được chứ? Tôi đã nói rồi mà, găng tay của tôi được cân nhắc theo phong cách chơi của chủ tịch Choi." Thế rồi cậu hỏi, "Thật ra anh sợ lắm đúng không? Sợ bóng chạm đất trong sân nội. Nếu không lầm thì anh đã từng bị bóng chạm đất đập vào mặt khi đang phòng thủ trong sân nội nhỉ?" Ông ta đỏ mặt xấu hổ, "Sao cậu biết?" Giselle trả lời, "Tôi có khả năng quan sát khá tốt đấy, chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Những người có chấn thương tâm lý như chủ tịch Choi rất khó để nhìn quả bóng đến phút cuối được, vì ngay lúc ấy họ sẽ nhắm chặt mắt lại. Nên tôi đã điều chỉnh găng tay để phù hợp với điều đó." Ông ta thầm cảm thán, "Đỉnh vậy sao? Từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy có đôi găng tay nào tùy chỉnh theo kiểu này đâu." Mọi người thì nghĩ, mới nhìn một hai lần mà đã phát hiện ra điểm yếu của chủ tịch Choi rồi. Sau đó cậu bảo, "Vậy là rõ cả rồi nhé." Vừa nói cậu vừa cất chiếc găng tay vào trong. Ông chủ tịch ngạc nhiên, "Huấn luyện viên Kim, sao cậu lại cất găng tay đi? Không định bán cho tôi à?" Giselle giả bộ thản nhiên đáp, "Sao cơ? Tôi đã nói với anh rồi mà, tôi chỉ cho mượn thôi." Ông ta sán lại gần, khoác tay cậu và nói, "Lại thế rồi, đó là đôi găng tay cậu tùy chỉnh cho tôi mà, sao có chuyện không bán cho tôi được chứ?" Cậu bảo, "Đúng là vậy, nhưng hình như anh đang mặc cả giá thì phải." Nghe vậy, Ung Min bị chột dạ, sững sờ khi bị cậu đoán ra. "Sao cậu ta biết được? Đây là đôi găng tùy chỉnh cho mình mà, nên mình vốn định ép giá xuống một chút." Cậu tiếp tục nói, "Tôi chỉ là người chơi bóng chày không biết mặc cả đâu. Nếu tôi thương lượng với anh 100% là sẽ lỗ, Tôi không muốn bán một sản phẩm đã đầu tư nhiều công sức và kỹ thuật như này của mình như thế. Ông ta luống cuống hỏi, vậy đôi găng tay này cậu tính làm thế nào, không bán cho ai luôn à? Không, Giselle đáp, sao lại thế? Tôi sẽ tùy chỉnh lại để phù hợp với phong cách của người khác rồi bán tiếp thôi. Những người khác nghe thấy vậy thì vui mừng bảo. Huấn luyện viên Kim, vậy cho tôi đi dạo này, tôi đang gặp vấn đề phòng thủ. Một anh chàng khác xen vào, cậu chơi phòng thủ tốt mà, huấn luyện viên Kim, tôi mới nhận thưởng có thể trả tiền ngay. Sau đó có một tuyển thủ đứng ra nói, tôi sẽ trả hơn giá gốc 300 luôn, 1.300.000, đám người tất nhiên là không chịu thua, liên tục trả giá cao, tôi trả 1.400.000, sao các cậu hơn thua thế, tôi trả 1.500.000, chủ tịch Choi thấy đôi găng tay được tùy chỉnh dành riêng cho mình sắp bị người khác mua mất, vẻ mặt hoang mang, thế rồi nói, 2.000.000, Giselle hơi bất ngờ hỏi, chủ tịch Choi, anh ổn không vậy, trong đầu nghĩ, số tiền đó cũng khá khá đấy. Ông ta đỏ mặt tía tai, muốn giỡn mặt với tôi à, anh bạn đừng có làm tôi xót ruột nữa coi. Cậu cười đáp, tôi hiểu rồi, chiếc găng tay Tabota, phiên bản giới hạn, đã được bán với giá 2.000.000 won, cầm được nó trên tay, ông ta cười vô cùng vui sướng. Đến tối, tại một quán ăn, huấn luyện viên Han nói, và thế là, huấn luyện viên Kim đã bán được chiếc găng tay đó với giá 2.000.000 won, Di Trang ngạc nhiên, Di sao ấy à? Anh ta nói tiếp, chưa hết đâu nha, sau đó đã rất nhiều thành viên xếp hàng mua găng tay tùy chỉnh của huấn luyện viên Kim, đến nỗi hết sạch hàng tồn kho luôn đó. Anh cười đáp, tôi đã nói rồi mà, tên nhóc Giselle chỉ đó hơi lận đận đường sự nghiệp thôi chứ có tài làm đấy. Huấn luyện viên Han bảo, đúng là vậy thật, nhưng không biết chúng ta có nên để huấn luyện viên Kim ở một nơi như thế này không? Di Trang chưa hiểu ý lắm, sao cơ? Anh ta nói, tôi đã ở trong giới bóng chày nghiệp dư một thời gian khá lâu rồi mà. Em cậu là người am hiểu về bóng chày nhất trong số những người mà tôi đã từng gặp. Cậu có thấy mắt nhìn người của cậu ấy không hề tầm thường không? Thế rồi anh ta hỏi, em cậu có định làm việc cho một đội bóng chuyên nghiệp không? Anh đáp, tôi cũng có hỏi thử rồi. Nhưng tên nhóc đó nói không được trả lương 100.000.000 won thì sẽ không làm. Huấn luyện viên Han sững sờ, 100.000.000. Di Trang cười, đã giải nghệ rồi thì làm sao mà được nhận lương 100.000.000 được chứ? Nói thẳng ra là làm không đấy. Anh ta hơi thất vọng bảo, nhưng cậu thử thuyết phục thêm xem sao. Không là tiếc lắm đó, anh trả lời, tôi sẽ cố gắng. Một lúc sau, chuông điện thoại của anh ta reo lên, vâng, siêu sao bóng chảy xin nghe. Dạy riêng cá nhân sau dĩ nhiên là được rồi, tên người học của quý khách là gì nhỉ? Xin chờ chút, là ai ạ? Không biết nghe được điều gì mà huấn luyện viên Han kinh ngạc hỏi, quý khách vừa bảo, ai sẽ đến sân tập của chúng tôi cơ? Trong khi đó, Giselle đang mải mê chơi trò chơi bóng chày trên điện thoại, là một cú hông răn, cầu thủ vừa đánh mất kiểm soát luôn rồi. Hai người Giselle và huấn luyện viên Han đang đi bộ cùng với nhau, anh ta nói, huấn luyện viên Kim, cảm giác khi nhận lương lần đầu như thế nào? Bán xong mớ dụng cụ đó là được thưởng lớn từ chủ tịch chắc rồi, đi ăn thịt bò nướng không? Cậu đáp, tôi định mua 2 con gà rán để ăn cùng gia đình thôi. Anh ta ngạc nhiên, gì cơ, chỉ vậy rồi á? Cậu nói, tiền thì nhiều thật, nhưng nhà còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu nữa mà. Ai mà là cựu cầu thủ bóng chày chắc chắn sẽ trải qua điều này ít nhất là một lần, tôi cũng vậy. Những thứ trước đây được gia đình hỗ trợ thì bây giờ phải tự lo liệu hết, nếu từng sống ở nước ngoài là chi phí còn khủng khiếp hơn. Hai người trở về sân tập, vừa đi vừa trò chuyện, tối nay ăn gì đây, chưa nghĩ ra nữa. Lúc mở cửa bước vào, huấn luyện viên Hàn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, anh ta hỏi, sao bầu không khí lại thế này? Lúc này, mọi người đang bàn tán hăng say về chuyện gì đó. Thế rồi Giselle hỏi, chủ tịch Choi, có chuyện gì à? Ông ta quay lại, huấn luyện viên Kim. Cậu hỏi rõ hơn, ở sân tập có chuyện gì xảy ra sao? Sao mọi người không tập luyện đi? Ông ta chỉ tay về một hướng và bảo, bây giờ bóng chày không phải vấn đề nữa đâu. Kìa, coi trong phòng tư vấn đi, giám đốc à? Còn người bên cạnh là một quý ông. Thế rồi cậu tỉnh bơ hỏi, đó là ai vậy? Ung Minh kích động, này, huấn luyện viên Kim, cậu không biết ông ấy à? Cậu thật thà đáp, vâng, người đó nổi tiếng lắm sao? Ông ta bảo, tất nhiên là nổi tiếng rồi, tuy dạo này ít xuất hiện thôi, nhưng trước đây ông ấy cũng từng lên báo hơi bị nhiều luôn đó. Đâu chỉ có báo chí thôi đâu, còn có cả phim truyền hình lấy ông ấy làm nhân vật chính nữa. Giselle vẫn chưa hình dung ra đường mà nói, phim truyền hình, vậy ông ấy làm diễn viên à? Khiến ông bất lực, cậu không theo dõi giới giải trí à? Tối ngày chỉ biết bóng chày thôi sao? Vậy cậu có biết tập đoàn KH không? Ông ấy là phó chủ tịch Bắc Hong Chu của tập đoàn đó đấy. Cậu nghiền ngẫm, phó chủ tịch à? Ông đáp, đúng, nhưng từ xưa tới giờ, cái tên của ông ấy không nổi bằng biệt danh đâu, Salin. Ung Min nói kỹ hơn, bác Salin. Vào thập niên 90, tập đoàn KH đã có lúc phải đứng trước nguy cơ sụp đổ, đối tác kinh doanh người Nga trì hoãn việc thanh toán, giá cổ phiếu lao dốc, còn có tin đồn rằng chủ tịch phải bán cả nhà. Nhưng Bắc Hong Chu, ông ấy đã một mình giải quyết được mọi vấn đề, ông ấy đang làm thế nào vậy? Bắc Hong Du đã bay sang Salin và gặp mặt, Tổng thống Nga đang đi tuần vùng đó để đàm phán. Nga có tiếng là nước lớn, nhưng nhìn hành động thì chỉ như những nước nhỏ. Chỉ vì vài xu mà chấp nhận đánh mất niềm tin với đối tác thì ai dám hợp tác với xứ Nga các người nữa đây. Ca hát chúng tôi sẽ không bao giờ quên việc này dù là hàng trăm hay hàng nghìn năm sau đi nữa. Nghe thì có vẻ dũng cảm nhưng cũng có thể gọi đây là hành động liều lĩnh. Nhưng Tổng thống Nga lại bị ấn tượng bởi hành động này của bác Hongchu. Và kết quả là nhờ sự chỉ đạo của Tổng thống Nga, tập đoàn KH đã vượt qua khủng hoảng lớn nhất từ khi thành lập, chuyện là thế đấy. Và đội bóng chày chuyên nghiệp của tập đoàn KH chính là KH Cannon, biệt danh Bắc Stalin xuất phát từ việc ông ấy mang về vũ khí tối tân từ Nga thay cho tiền thanh toán đó. Di Seo Nghệ xong thì thắc mắc, một người vĩ đại như vậy, tại sao lại ghé đến sân tập cũ này chứ? Lúc này, bên trong phòng tư vấn, Hongchu bực bội nói, vậy cuối cùng chốt lại là thế nào đây? Không dạy tôi chơi bóng chày đúng không? Mọi người ở bên ngoài nhìn khẩu hình miệng mà đoán mò, gì cơ, bóng chày ư, ngài ấy vừa nói bóng chày à? Bác Stalin, chơi bóng chày sao? Một anh chàng lên tiếng, ông ấy chơi bóng chày mà lại chọn một sân bóng nhỏ thế này sao? Nhưng ông ấy dư sức mời cầu thủ chuyên nghiệp về dạy cho mình mà nhỉ. Sau đó ông đạp cửa đi ra, đúng là phí phạm thời gian. Giám đốc Soman chạy theo muốn giải thích, xin lỗi phó chủ tịch, nói rõ ràng hơn sẽ là. Tuy nhiên Hongchu đã cắt ngang, cậu muốn nói rõ ràng thế nào nữa đây, ở đội tuổi của tôi, chỉ cần tra trên mạng là ra hết, ăn nói mà không dùng não để suy nghĩ trước à. Ông quát lên, chỗ các cậu nhận người 60 tuổi mà lại không chịu người 70 tuổi là thế nào, quy định vớ vẩn kiểu gì, rồi đối xử với tôi như mấy lão già vô dụng vậy hả? Thế rồi ông bỗng quay sang hỏi một người, này cậu kia nói thử tôi nghe xem, cậu có nghĩ tôi không nên chơi bóng chày không? Anh ta bất ngờ, luống cuống nói, tôi ạ. Giselle đứng im lặng quan sát một hồi, trong đầu nghĩ, tính tình nóng nảy thế, lúc này có một người thì thầm lên tiếng, mà ông ấy bảo 70 tuổi à, trông không giống chút nào. Bác Hongchu thầm nghĩ, chết tiệt, khó xử quá đi mất. Mình đã dùng hết mối quan hệ rồi, tìm hết các sân tập ở Seoul rồi, mà vẫn không tìm được một huấn luyện viên nào chịu dạy bóng chày. Giờ phải làm sao đây? Lúc này Giselle đã nghe thấy được suy nghĩ của ông. Nghĩ đến đây Hongchu bỗng bắt gặp ánh mắt quan sát của cậu, ông liền hỏi, này cậu kia, có điều gì muốn nói với tôi sao? Không thì sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Giselle không vội trả lời ngay lập tức mà tiếp tục nhìn, sau đó chậm rãi lên tiếng, phó chủ tịch, sao ngài lại làm mọi chuyện phức tạp thế này làm gì vậy? Ông ngạc nhiên, không hiểu ý của cậu, hả? Cậu vừa nói cái gì? Cậu nhắc lại, tôi hỏi là tại sao ngài lại làm mọi việc trở nên khó khăn như vậy? Thấy cậu dám nói như vậy trước mặt phó chủ tịch, mọi người ai nấy đều sửng sốt. Thế rồi một người lên tiếng ngăn cản, chờ chút đã, huấn luyện viên Kim, ông giơ tay lên, ra hiệu cho người đó im lặng. Sau đó bảo, cậu vừa bảo tôi làm mọi việc trở nên rối rắm hơn sao? Giselle tỉnh bơ đáp, không phải vậy sao? Ngài cứ la toáng lên rằng người ngoài 70 tuổi không thể chơi bóng chày, thực tế là đúng như vậy. Cậu bình tĩnh giải thích, khi tuổi tác tăng lên, khả năng phản xạ giảm đi, phản xạ giảm sẽ có thể xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm trong khi chơi bóng chày. Nghe vậy, phó chủ tịch kích động nói, chỉ có những người già ngồi trong viện dưỡng lão mới như thế thôi, tôi thì khác. Không có ai giữ gìn sức khỏe bằng tôi đâu nhé, ngay cả các bác sĩ cũng nói tuổi tác của cơ thể tôi là giữa 50 cơ. Sao có thể bảo tôi không thể chơi bóng chày được cơ chứ, hết sức vô lý. Giselle bảo, đó chính là điều mà tôi muốn nói. Làm sao mà một chuyên gia bóng chày như chúng tôi lại không biết được chứ, rằng ai có phải là người thường xuyên tập thể dục hay không? Chơi một hai trận bóng chày thì không có vấn đề gì cả. Ông thắc mắc, thế thì sao lại? Cậu đưa tay ra phía trước và tiếp tục nói, ngài là một người rất cao quý, thưa ngài phó chủ tịch. Ông chỉ vào người mình, ngạc nhiên hỏi, cao quý, tôi ư? Cậu thầm nghĩ, lẽ ông ấy không nhận thức được mình là một người quan trọng sao? Nếu ngài phó chủ tịch đưa theo một bác sĩ mà ngài quen biết từ trước đến đây, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hoặc chí ít là mang theo một giấy chứng nhận y tế cho phép ngài chơi bóng chày chẳng hạn. Nếu chỉ dựa vào những lời nói đó và dạy ngài chơi bóng chày, lỡ ngài bị thương thì sao? Chúng tôi có thể mất mạng lúc nào không biết. Ông lớn tiếng, anh bạn này, tôi là một người cực kỳ bận rộn đấy. Tôi không có thời gian đâu, chỉ vì một trận bóng chày mà làm ầm lên như thế này sao? Cậu nói, chỉ vì một trận bóng chày thôi sao? Người làm ầm lên chỉ vì không được chơi một trận bóng chày, rốt cuộc là ai thế nhỉ? Câu nói khiến Hongchu cứng họng, cái gì? Trong khi đó, huấn luyện viên Han ôm đầu rầu rĩ, tôi thật rồi, từ hôm nay chắc phải đóng cửa trung tâm huấn luyện. Sau đó ông bỗng hỏi, thư ký Giang, anh có ở đó không? Anh ta đáp, có tôi, thưa phó chủ tịch. Ghi lại thông tin liên lạc của cậu ta. Nghe vậy, Giselle bất ngờ, hai mắt mở to. Ông quay người rời đi và bảo, sau này chắc chắn tôi sẽ còn cần gặp mặt. Sau khi chủ tịch Bắc rời khỏi, huấn luyện viên Han nói, huấn luyện viên Kim à, tim tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài luôn rồi đó. Giám đốc Soman cũng hỏi, huấn luyện viên Kim thực sự là em trai của Kim Ji Chang sao? Sao em của tên đó lại có thể dũng cảm đến thế này được? Cậu nói, giám đốc, hãy cho em biết, tại sao phó chủ tịch Bắc Hongchu lại đến đây? Phó chủ tịch Bắc Hongchu đến đây. Anh ta vỗ trán đáp, là vì giải đấu bóng chày nội bộ của tập đoàn KH diễn ra vào tuần tới. Cậu thắc mắc, giải đấu này vốn chỉ dành cho nhân viên thôi mà, năm nay có chỉ thị rằng cả giám đốc cũng phải tham gia nữa sao, vậy nên ông ấy mới nổi giận như vậy à? Huấn luyện viên Han cũng cảm thấy khó hiểu, không phải phó chủ tịch Park Hang-chu xử lý chuyện này cái một là được à? Soman trả lời, huấn luyện viên Han, anh đã thấy những gì ông ấy đã làm hôm nay chưa rồi mà còn chưa rõ sao, ông ấy không phải là một người dễ dàng từ chối những chuyện như vậy. Theo lời của thư ký Giang thì ban đầu ông ấy định tìm đến huấn luyện viên nổi tiếng đã có quen biết từ trước, nhưng không ai sẵn lòng nhận lời. Giselle tiếp tục nói, nên ông ấy mới tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng đến tận trung tâm huấn luyện của chúng ta. Anh ta bảo, thực ra, theo ý tôi, có lẽ không chỉ vì tuổi tác mà còn vì tính cách khó chịu của ông ấy nữa. Thế rồi anh Han hỏi, huấn luyện viên Kim, thư ký Giang đã liên lạc với cậu rồi đúng không? Cậu đáp, vâng, đúng như dự đoán, họ muốn tôi nhận huấn luyện riêng cho ông ấy. Giấy chứng nhận y tế cũng đã được nộp, và nếu tôi muốn, họ còn sẵn sàng đưa bác sĩ đi cùng mỗi buổi tập. Anh ta hỏi, vậy cậu đã đồng ý chưa? Giselle gãi gãi mặt, tôi không thấy có lý do gì để từ chối cả. Chỉ có một điều là ông ấy yêu cầu tôi linh động về thời gian huấn luyện. Hai người hỏi, yêu cầu linh động về thời gian à? Cậu nói, phó chủ tịch Park Hang-chu là một người cực kỳ bận rộn, nên không thể nào đặt được lịch cố định cho các buổi huấn luyện. Ông ấy nói sẽ liên lạc khi có thời gian và muốn tôi luôn sẵn sàng ra sân ngay lúc đó. Soman chống cằm, với cấp bậc của phó chủ tịch Park thì đưa ra những yêu cầu như vậy cũng là hợp lý. Vậy trong 10 ngày tới, huấn luyện viên Kim cứ tạm thời bỏ lịch dạy các lớp khác đi. Cậu ngạc nhiên, thế có được không ạ? Anh đáp, được, vừa hay có một ứng viên đến phỏng vấn xin việc nữa, dừng buổi huấn luyện giữa chừng để nghe điện thoại thì không hay lắm, đúng không? Và lại 20% từ buổi huấn luyện sẽ thuộc về tôi, thế nên làm thế cũng đáng mà. Nghe vậy huấn luyện viên Han liền tranh thủ nói, giám đốc Âu, vậy thì hãy đãi chúng tôi một bữa tiệc đi chứ. Huấn luyện viên Kim đã mang về hợp đồng có lợi cho giám đốc, vậy mời một bữa thịt bò Hàn Quốc thì sao? Soman bất lực, đừng nói những chuyện không đâu nữa, huấn luyện viên Hàn. Thế rồi anh ta bỗng hỏi, huấn luyện viên Kim, tôi hỏi thật nhé, cậu có định rời bỏ trung tâm huấn luyện vì huấn luyện riêng không? Giselle giả bộ ngạc nhiên, gì ạ? Sao mà thế được chứ? Trong đầu thầm nghĩ, anh ta tình ý phết. Đến tối, cậu trở về nhà và suy nghĩ, thư ký Giang bảo chúng tôi có thể bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên vào sáng ngày mai. Tôi nên lập kế hoạch như thế nào đây? Các ông chú ở trung tâm này mà mệt một chút là sẽ than trời kêu đất ngay. Cậu nhớ lại những lời bọn họ nói, huấn luyện viên Kim, cậu định dồn chúng tôi đến chỗ chết hay sao vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Không thể nào dạy cho một ông cụ lớn tuổi kiểu đó được. Nay là ngày đầu tiên nên chỉ cần đỡ bóng nhẹ nhàng là được rồi, một kế hoạch hoàn hảo. Sau khi lập xong, cậu lên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến gần sáng, trong khi vẫn còn đang say giấc, Giselle chợt bị tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo. Cậu cầm điện thoại lên xem thì nhận ra, số lạ gọi à. Sau đó về oải bắt máy, vâng, tôi là Kim Giselle đây, ai đang gọi vậy? Đầu dây bên kia nói, giờ này mà còn ngủ đây à, tinh thần như vậy thì định dạy tôi thế nào hả? Cậu ngạc nhiên hỏi, là phó chủ tịch Park Hang-chu đó sao? Ông bảo, thư ký Giang không nói trước với cậu à, rõ ràng tôi đã bảo là sẽ huấn luyện vào sáng nay rồi mà. Cậu đáp, tôi có nghe nói về việc đó rồi. Sau đó xem giờ trên điện thoại, nhưng mà bây giờ mới 4 giờ sáng thôi mà. Hang-chu hỏi vặn, vậy thì chưa phải là sáng sao, đã sáng được 4 tiếng rồi đấy. Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu, chuẩn bị ra đây đi. Giselle nắm chặt tờ kế hoạch trong tay, trong đầu nghĩ, phó chủ tịch, ngài đi nước này là xong rồi, từ ngày mai, ngài sẽ không thể nào gọi cho tôi vào lúc sáng sớm như thế này được nữa đâu. Tôi sẽ khiến ngài phải hối hận bằng bài tập cường độ cao. 32 tuổi, cuộc đời của Giselle đã không còn ai có thể gọi là bạn thân nữa. Hồi nhỏ thì có vài người, nhưng từ khi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, những người bạn ấy lại lần lượt rời xa cậu. Cậu nhớ lại lần cậu trượt khỏi đội bóng chày chuyên nghiệp, một người bạn ra vẻ đạo mạo an ủi, Giselle à, đừng buồn mà, không được chọn vào đội chuyên nghiệp không có nghĩa là cuộc đời bóng chày của cậu kết thúc đâu. Ấy thế nhưng trong lòng lại không ngừng cợt nhả, nay thì tối ngày ra vẻ ngầu lòi. Nghe vậy cậu liền nhíu mày nhìn người kia chất vấn, cậu nói vậy mà không biết ngại à, thật ra cậu nghĩ mọi thứ kết thúc rồi chứ gì. Cậu ta đột nhiên bị nhìn thấu thì không tránh khỏi cảm giác hoảng loạn mà lắp bắp hỏi lại, gì cơ, cậu đang nói gì vậy? Những người bạn từng rất thân thiết dần dần rời xa cậu, nhưng ngược lại, đánh giá của những người xung quanh về Giselle lại ngày càng thay đổi. Có một lần, khi đọc được suy nghĩ của huấn luyện viên, cậu không nhịn được hỏi, thưa huấn luyện viên, hôm nay thầy có chuyện vui gì sao ạ? Ông ấy nghe vậy thì xoa đầu cười lớn nói, thật sao? Rõ thế cơ à, thật ra hôm qua con tôi vừa đạt giải trong cuộc thi vẽ, cậu cũng vui vẻ đáp lại, chúc mừng thầy, vậy là giỏi quá rồi. Ông ấy lại nói, đội mình đang không có thành tích tốt nên tôi cũng không dám khoe, vậy mà cậu cũng nhìn ra à? Một vận động viên có quan hệ tốt nhất với mọi người, với danh hiệu đó, Giselle đã duy trì sự nghiệp vận động viên suốt hơn 10 năm, nên lần này cậu cũng rất tự tin, cậu thầm nghĩ, ông Park Salin là một người khó tính, nhưng chắc cũng có thể đối phó được, chỉ cần làm như trước giờ vẫn làm thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Nhưng kết quả là, ông ấy bắt cậu cùng chạy chung với mình, ông ấy chạy trước mặc kệ cho cậu đang hồng hộc đuổi theo sau, vừa chạy vừa thúc, này Thanh Đảo, Cậu nhanh lên chút được không? Ông Park Sa-lin còn là một đối thủ khó nhằn hơn. Dù đã ngoài 70 tuổi, việc ông ấy tham gia điều hành tập đoàn KH có vẻ không phải đồn đại vô căn cứ. Người già gì mà khỏe thế không biết, ông ấy vẫn không ngừng thúc giục. Này Thanh Đảo, chạy nhanh lên. Hôm sau, mới sáng sớm cậu đã nhận được điện thoại của ông ấy. Tiếng nói rục rã từ đầu bên kia vang lên. Đã một lần rồi mà cậu còn chưa chừa nữa à? Tôi đã bảo là tự giác mà ra ngoài vào lúc 4 giờ sáng rồi cơ mà. Cậu vừa thay giày vừa đáp. Tôi đang đi giày rồi, ra ngay đây. Dù tôi có tăng cường độ huấn luyện bao nhiêu, ông ấy vẫn gọi điện chính xác vào 4 giờ sáng hôm sau. Thứ hai là, lão già này cứ hay cãi lại phương pháp huấn luyện của tôi. Lúc này, ông ấy vừa chỉ vào cậu vừa tức giận chất vấn. Này Thanh Đảo, sao cậu cứ ném bóng ai giang mãi vậy? Đánh mấy quả đó thì có luyện tập được gì đâu. Người thư ký ở phía sau không nhịn được mà lên tiếng nói. Phó chủ tịch, việc huấn luyện tôi đã giao hoàn toàn cho huấn luyện viên Kim rồi mà. Cậu nghe vậy thì âm thầm cảm kích. Cảm ơn anh, thư ký Giang. Ông ấy lại không quan tâm mà cứng đầu cứng cổ nói. Tính làm cho lấy lệ thì dẹp luôn đi. Tôi đã từng tham gia đội bóng chày trường Rong San và tham gia giải trông rông. Cậu nhíu nhẹ mày tiếp lời. Và ngài từng là giám đốc điều hành đầu tiên của đội Canon phải không? Vâng, tôi đã nghe đến mức sắp thủng ta rồi, thưa phó chủ tịch. Thật ra không nói tôi cũng hiểu được, với thể lực trời cho và tính tỉ mỉ sẵn có, không bỏ qua bất kỳ điều gì, ông ấy trở thành phó chủ tịch cũng là chuyện hợp lý, nhưng điều tôi sốc nhất là, ông ấy lại đột nhiên lên tiếng nói, Thanh Đảo, huấn luyện xong rồi thì đi ăn cơm với tôi. Ăn sáng ở khách sạn KH sau buổi tập là thói quen của tôi, cậu cũng đi nhé. Cậu nghe vậy thì âm thầm cảm thán, khách sạn KH, đúng là phó chủ tịch có khác. Sau đề nghị đi ăn bữa sáng sang trọng ở khách sạn, sau khi dùng xong bữa, cậu không thể tin được mà gọi, phó chủ tịch. Trên tay cậu lúc này là một hóa đơn với tổng tiền ăn mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Cậu u ám nói, ngài vừa bảo là của tôi sao, ông ta là một người keo kiệt đến mức phải chia tiền ăn. Ông ấy thản nhiên đáp, chứ chẳng lẽ là tôi. Cậu đen mặt tiếp lời, nhưng người đề nghị đi ăn là phó chủ tịch mà. Ông ấy nghe vậy thì xù lông lớn giọng chất vấn, Thanh Đảo, cậu đã làm được gì mà đòi tôi mời ăn chứ. Cậu vừa đưa thẻ cho cô nhân viên, vừa nhìn ông ấy với vẻ mặt bất lực thầm nghĩ, lâu lắm rồi mới gặp một người mà ngoài với trong giống hệt nhau như vậy đấy. Có lẽ ông Park Sa-lin là khách hàng tệ nhất của Giselle, nhưng dường như ông ấy vẫn còn chút lương tâm. Sau cú đánh bóng, ông ấy trầm ngâm nhìn theo quả bóng đang dần bay xa một lúc rồi nói với cậu, này Thanh Đảo, tối nay nhớ rảnh nhé, ăn tối với tôi một bữa. Cậu nghe vậy thì không nói gì chỉ im lặng nhìn ông ấy một lát. Chuyển cảnh, tại nhà của cậu vang lên giọng nói mừng rỡ của Di Trang, tối nay em đi ăn tối cùng chủ tịch à? Chỗ đấy là nhà hàng được 3 sao Michelin đấy, đỉnh chóp luôn, cuối cùng em trai anh cũng thành công rồi. Cậu vừa sửa sang lại chiếc áo vest đang mặc vừa lẩm bẩm, thành công gì chứ? Chỉ là trả lại những gì đã trả cho bữa ăn ở khách sạn thôi. Trên đường tới nhà hàng, cậu không ngừng suy nghĩ, nhưng tự nhiên mình thấy hơi lo, ông Park Sa-lin không phải loại người sẽ vô cớ ăn một bữa ăn đắt tiền. Và tôi đoán là, ông ấy nhắc nhở, nhìn đây, không được bỏ sót chi tiết nào nhé. Chính xác, như cậu dự đoán, chẳng có bữa ăn nào là từ trên trời rơi xuống cả. Ông ấy bắt cậu phải xem đoạn phim tài liệu đặc biệt của tập đoàn KH, 40 năm KH đổi mới và phát triển. Cậu cau chặt mày bất lực mà nhìn đoạn phim trước mắt, ông ấy ngồi bên cạnh lại không ngừng luyên thuyên, nhìn kìa, đấy, biết người đang cầm cú đứng cạnh chủ tịch Chu là ai không? Bộ phim tài liệu về tập đoàn KH kéo dài tận 1 giờ 40 phút, tất nhiên cũng không thể thiếu những hồi ký của phó chủ tịch Park mà chẳng ai hỏi tới. Cậu lúc này giận đến run người, u ám nghĩ, đói quá đi, mà vị phó chủ tịch kia lại vô cùng hào hứng mà nói chuyện không ngừng nghĩ, kia nữa kìa, quốc vương Ả Rập Xê Út và chủ tịch Chu, và người đứng bên cạnh là tôi. Cậu nghe ông ấy nói đến phiền, bụng thì đói meo, trong lòng vô cùng nôn nóng nghĩ, rốt cuộc khi nào mới được ăn đây. Một lát sau, đồ ăn cũng đã được dọn lên, cậu nhìn đống đồ trước mặt, không nhịn được vui mừng nghĩ, cuối cùng món ăn cũng được dọn lên rồi. Ấy thế nhưng, người trước mặt cậu lúc này đột nhiên lại ngủ thiếp đi. Thư ký Giang cố gắng giải thích, ông ấy không phải là người như thế này, có vẻ như phó chủ tịch đã rất mệt mỏi sau những ngày gần đây rồi, cậu lịch sự đáp lại, cũng dễ hiểu thôi. Sau đó lại âm thầm nghĩ, một ông già ngoài 70 mà vẫn chịu được những buổi huấn luyện suốt cả tuần, không biết nên gọi là kiên trì hay cố chấp nữa. Nghĩ đến đây, cậu liền bước tới đỡ ông ấy dậy rồi nói, dù sao thì ngài chủ tịch cũng không thể ăn thêm nữa đâu, đưa ông ấy về nhà thôi, phó chủ tịch, phiền ngài đứng dậy. Bỗng dưng ông ấy lại đột nhiên gọi cậu, Thanh Đảo, tiếp đó lại nói, tôi nhất định làm thật tốt trong giải bóng chày lần này, phải cho tên Choi Jong-un hỗn láo ấy một bài học. Cậu nghe vậy thì thầm ghi nhớ cái tên này, Chu Jong-un. Trên đường trở về, trong xe, cậu đột nhiên lên tiếng hỏi, thư ký Giang, cảm ơn anh nhiều nhưng thay vì đưa tôi về, anh nên theo sát phó chủ tịch mới đúng chứ nhỉ? Anh ấy vừa lái xe vừa đáp, thư ký thì đâu phải lúc nào cũng đi theo 24/7 đâu, tôi đã nhờ người khác lo cho phó chủ tịch rồi. Vả lại, sáng mai huấn luyện viên Kim phải huấn luyện phó chủ tịch từ sớm mà. Cậu khó hiểu hỏi lại, phó chủ tịch vẫn sẽ luyện tập sao? Hôm nay tôi thấy ngài ấy hoàn toàn kiệt sức rồi. Anh ấy lại bình thản đáp, cứ cược đi, ngày mai ông ấy sẽ lại xuất hiện thôi. Cậu nghe vậy thì trầm ngâm nghĩ, thực ra mình đã thấy cấn từ lâu rồi, có gì đó không ổn lắm. Một ông già hơn 70 tuổi sao lại cố chấp với bóng chảy đến thế, những lời ông ấy nói trước khi rời nhà hàng cũng khiến lòng mình không yên được. Nghĩ đến đây, cậu lại gọi, thư ký Giang, anh ấy rất nhanh đáp lời, cậu cứ nói đi. Thế là cậu tiếp tục nói, khi nãy anh có nghe phó chủ tịch nhắc đến một người tên là Chu Jong-un và bảo sẽ dạy cho cô ta một bài học không? Nghe được lời này của cậu, anh ấy lập tức quay đầu lại lắp bắp hỏi, Chu Jong-un sao? Cậu đáp, vâng, sau đó lại hỏi, đó là ai vậy? Sao ông ấy nói phải dạy dỗ cô ấy ở giải đấu bóng chày nội bộ? Thư ký Giang lúc này mới lên tiếng trả lời, chủ tịch Chu Jong-un là con gái duy nhất của cố chủ tịch. Hiện bà là người lãnh đạo tập đoàn KH, cậu nghe vậy thì không khỏi sửng sốt nghĩ. Lão bác Sa lên đó và con gái của cố chủ tịch, hình như giữa họ có gì đó, nhưng tại sao lại là bóng chày? Mối bất hòa với chủ tịch hiện tại thì có liên quan gì đến bóng chày? Thư ký Giang tiếp tục nói, huấn luyện viên Kim, tôi chỉ có thể nói, giải đấu bóng chày nội bộ của tập đoàn KH là một sự kiện vô cùng quan trọng. Cố chủ tịch luôn tham dự giải đấu bóng chày này cùng phó chủ tịch. Chuyển cảnh vào buổi tập luyện vào ngày hôm sau, cậu nhìn đống bóng trên mặt đất, sau đó lại nhìn về ông lão trước mặt thầm cảm thán, lão già này cứng đầu ghê, hôm qua còn ngủ gật luôn mà sáng nay vẫn gọi điện đúng 4 giờ sáng. Ông ấy bỗng dưng cau mày nhìn cậu, rồi gọi, "Này Thanh Đảo." Cậu giật mình đáp, "Vâng." Ông ấy lên tiếng hỏi, "Thư ký Giang bảo hôm qua tôi có nói gì đó vô nghĩa à?" Rồi ông ấy tiếp tục chất vấn, "Sao nhóc không hỏi thẳng tôi luôn này? Bình thường với tính cách của cậu là khi gặp tối hôm nay, chẳng phải đã phải hỏi cặn kẽ xem hôm qua tôi nói gì sao?" Cậu lặng người một lát, sau đó nói, "Chỉ là tôi đã phần nào đoán được sự tình của phó chủ tịch rồi thôi." Ông ấy kinh ngạc thốt lên, "Gì cơ? Cậu đã nghe mấy chuyện đó rồi à?" Cậu lúc này lại quay sang ông ấy nghiêm túc nói, "Đã đến lúc ngài nên rời khỏi vị trí điều hành rồi đấy." Ông ấy hỏi, "Là thư ký Giang nói à?" Cậu đáp, "Thư ký Giang kín tiếng thế nào thì phó chủ tịch biết rõ nhất mà." Ông ấy vẫn tiếp tục chất vấn, "Vậy sao cậu biết?" Cậu âm thầm đáp, "Thật ra là 90% là tôi đọc được suy nghĩ của thư ký Giang, còn 10% còn lại thì..." Nghĩ tới đây cậu mới lên tiếng, "Phó chủ tịch cũng biết tôi từng chơi bóng chày ở Trung Quốc đúng không? Nhưng hãy thử nghĩ trong nước mà xem. Tôi có vì thích Trung Quốc chứ không?" Ông ấy ngập ngừng đáp, "Chắc là không." Cậu tiếp tục nói, "Sau khi thất bại trong việc gia nhập giải chuyên nghiệp, tôi đã đến Nhật Bản đầu tiên, sau đó là Mỹ, tiếp nữa là Hàn Quốc, không nơi nào nhận nên lại đến Trung Quốc." Kể tới đây, cậu lại thở dài ra một hơi rồi nói tiếp, "Nhưng cuối cùng cũng bị đuổi khỏi đó." Ông ấy khó hiểu hỏi, "Ý cậu là gì?" Cậu bình đạm trả lời, "Tôi nhỏ tuổi hơn chủ tịch, nhưng đã trải qua nhiều lần bị tổ chức đuổi đi hơn ngài. Nên tôi hiểu rõ, người bị đẩy đến bờ vực, người bị tổ chức đóng dấu là vô dụng, và những người phải chịu cảnh sống dựa vào sự thương hại có cảm xúc ra sao." Ông ấy nghe xong thì khoanh tay đứng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó cười nhạt một tiếng rồi nói, "Một kẻ từng bị xua đuổi khắp nơi như cậu hiểu được lòng tôi sao?" Sau đó ông ấy đột nhiên hỏi, "Này, Thanh Đảo, tại sao cậu lại chơi bóng chày?" Cậu giật mình hỏi lại, "Sao cơ?" Ông ấy nói tiếp, "Cậu có thể làm được nhiều việc khác giỏi hơn mà." Cậu phản bác, "Không đâu, thật ra tôi chơi bóng chày là việc tôi giỏi nhất rồi." Ông ấy lại nói, "Giả vờ khiêm tốn quá." Tiếp đó ông ấy bắt đầu kể, sau khi quy định giải đấu bóng chày nội bộ được công bố, Ju Jong-un, à không, giờ phải gọi là chủ tịch tập đoàn KH chứ nhỉ, đã gửi cho tôi một bộ vest. Cậu ngạc nhiên hỏi, "Vest à?" Ông ấy tiếp tục nói, "Thư ký mang vest đến đã nói rằng, chủ tịch Ju Jong-un lo lắng cho tôi rất nhiều, dù sao tôi cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước, việc tham gia giải đấu là quá sức, cô ấy không biết nhiều về bóng chày, nên nếu có tôi mặc bộ vest này và ngồi cạnh để chỉ về luật bóng chày thì tốt quá. Ban đầu tôi cũng nghĩ chỉ là chuyện bình thường, nhưng hóa ra không chỉ riêng tôi, những người từng phục vụ cố chủ tịch Ju Tae-san cũng đều nhận được lời nhắn tương tự." Cậu nghe vậy thì thầm nghĩ, nếu mặt vẻ mà Ju Jong-un gửi đến, nghĩa là đồng ý rút lui khỏi vị trí điều hành, ngược lại, nếu mặc đồng phục thi đấu và tham gia trận đấu thì nghĩa là không tuân theo lệnh đó. Nghĩ vậy cậu liền không nhịn được mà thốt lên, quả nhiên, đây không phải là một giải đấu bóng chày thân mật đơn thuần, giờ thì mình hiểu tại sao phó chủ tịch Bắc lại cố chấp với bóng chày đến vậy rồi. Bỗng ông ấy đột nhiên gọi, "Này, Thanh Đảo." Cậu liền đáp, "Sao ạ?" Ông ấy nhíu mày khó chịu nói, "Cậu không biết đạo lý tình người à, một ông già như tôi mà đã mở lòng ra nói chuyện, cậu cũng phải biết đường mà hỏi han chứ. Sao không hỏi tôi tại sao lại chơi bóng chày nghiêm túc đến thế, tại sao tôi không muốn rút lui khỏi quyền quản lý?" Cậu bị ông ấy nói đến phiền thầm nghĩ, ông già này phiền phức thật. Nghĩ vậy cậu liền dứt khoát nói, "Dù gì tôi cũng biết hết rồi mà, hỏi làm gì cho tốn thời gian." Ông ấy ngạc nhiên hỏi, "Gì cơ, biết hết rồi à?" Cậu đáp, "Dù sao thì, tối qua tôi cũng đã xem kỹ bộ phim tài liệu đó rồi." Ông ấy cau mày khó tin nhìn cậu. Tối qua ông ấy vừa xem vừa cười lớn bình luận, "Đúng, một thời là vậy đấy." Ông ấy cứ như vậy mà lải nhải không ngừng. Cậu ngồi một bên đen mặt run rẩy nghĩ, sắp chảy máu tai luôn rồi, sao mà nói nhiều thế không biết. Đang nói hăng say, Ông ấy lại đột nhiên im lặng, cậu khó hiểu nhìn ông ấy thầm nghĩ, sao đột tự nhiên dừng lại rồi, mà hình chiếu lại vang lên tiếng nói, mục tiêu à, mục tiêu là gì nhỉ? Phó Chủ tịch Bắc lặng người nhìn người đàn ông trên máy chiếu đang vô cùng vui vẻ trả lời phỏng vấn, khi thành lập công ty, tôi và người này đã đặt ra mục tiêu. Rồi ông ta vui vẻ khoác vai Phó Chủ tịch Bắc đang đứng kế bên nói tiếp, lúc nào cũng được, nhất định phải tạo ra một tập đoàn nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc, lọt vào top 10 và được mời tham dự tiệc tối ở Nhà Xanh một lần, nghe nói đồ ăn ở Nhà Xanh ngon làm đấy. Giọng nói trong video tiếp tục vang lên, vâng cảm ơn về buổi phỏng vấn. Vậy chúng ta hãy đón xem tương lai của tập đoàn KH sẽ ra sao nhé. Xem tới đây, ông ấy vô thức nở một nụ cười nhẹ. Lúc này, ông ấy lại cười lớn nói, tên nhóc này thật là. Tiếp đó ông ấy lại gọi, thư ký Giang lại đây, anh ấy nghe Phó Chủ tịch nhắc tới mình thì nhanh chóng đáp lời, vâng, Phó Chủ tịch. Ông ấy trực tiếp hỏi, Thanh Đảo mới chỉ là đặt lịch học riêng thôi đúng không? Người ra sân trong giải đấu sẽ là cầu thủ khác nữa à? Anh ấy đáp, vâng, tôi đã chuẩn bị một cựu cầu thủ KBO, vua đánh bóng cho ngài. Ông ấy dứt khoát nói, hủy cậu ta đi, thư ký Giang nghe vậy thì không tin được mà hỏi lại, sao ạ? Ông ấy lại hướng về phía cậu nói, giải bóng chảy lần này, tôi sẽ dẫn theo cậu ta. Thời gian dần trôi, sau buổi tập cuối cùng, ngày diễn ra giải bóng chày nội bộ tập đoàn KH đã đến. Cậu mặt đầy tự tin cổ vũ, Phó Chủ tịch, hôm nay hãy đánh một cú home run luôn nhé. Ông ấy chống nạnh đáp, thằng này, tưởng dễ lắm sao, cậu bị lời nói này của ông ấy chặn họng thầm nghĩ, lão gì chết tiệt này, người đâu khó chịu quá. Bỗng thư ký Giang từ đâu bước tới nói, huấn luyện viên Kim, tôi có cái này cho cậu. Cậu cầm vật trong túi lên ngạc nhiên nói, đây là đồng phục của KH Canon, anh ấy lại nói, dù sao cũng là giải đấu của tập đoàn KK, đây là trang phục giống hệt loại mà các cầu thủ chuyên nghiệp mặc. Các nhân viên còn lại đều được phát một bộ để cổ vũ. Trước đây, khi Canon còn nổi tiếng, toàn bộ nhân viên đều phải mặc đồng phục này đi cổ vũ. Tiếp đó anh ấy lại thúc giục, thôi, mau thay đồ đi, cậu nhận lấy rồi đáp, vâng. Sau khi đội chiếc mũ lên, cậu thầm cảm thán, cảm giác lạ thật, cậu nhìn mình trong gương không khỏi nghĩ ngợi, lúc mình còn thi đấu, dù cố gắng thế nào cũng không thể có được đồng phục của đội KBO. Vậy mà giờ lại dễ dàng được mặc nó như thế này, cuộc đời đúng là buồn cười và cũng thật đau lòng. Bỗng có một bàn tay đập lên vai cậu gọi, "Này Thanh Đảo, là Phó Chủ tịch Bắc." Ông ấy cười nói, "Đúng là mặc đồng phục trông sáng láng hẳn ra nhỉ." Cậu thấy ông ấy tới thì ngạc nhiên gọi, "Phó Chủ tịch." Sau đó lại đề phòng hỏi, "Sao nay ngài lại khen tôi chứ?" Ông ấy cọc cằn đáp, "Tên nhóc này, người ta khen mà thái độ gì đấy." Thế rồi ông ấy nói tiếp, "Này, có một người tên là Choi Jong-ki, cậu ta là đàn em của tôi 4 năm, hiện đang là giám đốc chiến lược của tập đoàn. Tôi vừa điện xong, cậu ấy bảo cũng sẽ mặc đồng phục và ra sân đấu hôm nay." Cậu ngẩng người nói, "Việc mặc đồng phục nghĩa là..." Ông ấy tiếp lời, "Cậu ấy cũng đồng lòng với tôi." Sau cuộc gọi của Choi Jong-ki, những cuộc gọi từ các giám đốc khác cũng nối tiếp nhau như thể đã hẹn trước. Nhìn Phó Chủ tịch cười đến nỗi các nếp nhăn giãn ra mỗi khi nghe điện thoại, tôi thừa sức đoán được nội dung cuộc gọi. Ông ấy vừa nghe điện thoại xong liền hưng phấn nói, "Biết thế này, tôi đã rủ mấy người đó học bóng với cậu luôn rồi Thanh Đảo." Một ông già thường nghiêm khắc như lưỡi sao, vậy mà sau khi nói chuyện với các giám đốc lại mềm mỏng hơn phần nào. Sao mà, có cảm giác mọi chuyện sẽ không diễn ra suôn sẻ lắm. Khi mấy người họ vừa đến nơi, một người đàn ông liền ra đón tiếp, "Phó Chủ tịch, ngài đến rồi sao? Mời ngài theo tôi." Ông ấy sảng khoái đáp, "Được, đi thôi." Người kia nói, "Lối này, mọi người đã tập trung đầy đủ rồi ạ." Ông ấy vui vẻ hỏi, "Vậy sao, tên Choi Jong-ki cũng đến rồi à?" Sau đó ông ấy lại cười tươi nói tiếp, "Nếu nghe được những gì tôi đã tập luyện, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm đây." Nhưng sau khi thấy cảnh tượng sau cánh cửa, nụ cười của ông ấy lập tức cứng lại. "Lúc đó tôi đã nhìn thấy một người từng đàm phán với Tổng thống Nga, từng cứu tập đoàn khỏi khủng hoảng, huyền thoại lừng lẫy một thời, dần thu mình lại thành một ông lão 70 tuổi yếu ớt. Hong Chu có vẻ đang gặp phải nhiều vấn đề bất lợi trong công ty." Ông ta thờ thẫn nhìn về góc phòng một cách vô định. Trưởng phòng Choi cũng lo lắng không kém nên đã cố hỏi, "Phó Chủ tịch, chuyện này là thế nào?" Chỉ thấy bố của anh bảo rằng, "Hay lắm." Sau đó, ông ta vỗ vai của trưởng phòng Choi một cách tin tưởng. Trưởng phòng Choi chắc cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, không cần phải làm chuyện vô nghĩa như thế nữa đâu. Ông ta vượt qua cả hai người bên cạnh, "Chúng ta cũng nên đi thôi, ở lại lâu hơn nữa thì bầu không khí chỉ càng tệ hơn thôi." Khi tiến đến bên cửa, cả ba đã bắt gặp giọng nói của một người phụ nữ, "Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi sao? Chào mừng ngài Chủ tịch." Người phụ nữ với nốt ruồi bên miệng này chính là Jong-un, cô ta cất chất giọng đầy quyền lực. Theo hiểu biết của Giselle, người đàn bà này chính là người đại diện dẫn dắt tập đoàn KH, Chu Jong-un. Vây quanh cô ta còn có rất nhiều nhân sự khác, bọn họ thi nhau xua nịnh, "Chủ tịch, hôm nay ngài đã khỏe hơn chưa ạ? Bộ vest ngài gửi thật sự rất vừa vặn đó ạ. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận để truyền lại cho con trai mình." Trong mắt Giselle, anh bị hình ảnh này làm thay đổi suy nghĩ về con người của cô ta. Đây chỉ toàn dùng lời ngon tiếng ngọt là hay, nịnh bợ không phải xấu. Dù sao thì với tầm cỡ của một giám đốc tập đoàn lớn, nếu có nịnh bợ cũng nên làm cho đàng hoàng hơn chứ, hóa ra chỉ là ảo tưởng của mình thôi. Nhìn những người tài giỏi cúi đầu như thế, khiến mình tự hỏi rằng liệu có ai vốn từng định theo chân Sa Linh không? Càng nghĩ Giselle càng thấy lạ, nếu vậy thì tại sao lại gọi điện nói sẽ mặc đồng phục, lão già đó sẽ làm gì khi tình thế thay đổi như thế này đây? Cùng lúc này, John Un một chân tiến đến bên bố của anh, phó chủ tịch Bắc Hong Chu Nhỉ. Ông buộc phải giữ thái độ cung kính trước mặt cô ta, vì thế nên Hong Chu đành cúi đầu để đón tiếp. Lâu rồi không gặp, chủ tịch. John Un cởi bỏ chiếc kính râm của mình rồi xã giao vài câu, dạo này anh thế nào rồi? Lúc này, cô ta mới để ý đến sắc mặt của Hong Chu, cùng với chiếc áo của đội tuyển bóng chày mà ông đang mặc. Không nói không rằng, cô ta tuyệt nhiên quay đi, mau đi thôi, anh thích bóng chày mà. Cả ba người họ đã rời đi, thư ký Giang ngỏ ý muốn đưa Hong Chu về nhà. Sau đó anh ta quay sang bảo với Giselle, sắc mặt ngài ấy không tốt lắm, hôm nay nên để phó chủ tịch nghỉ ngơi rồi suy nghĩ về những điều tiếp theo thì hơn nhỉ. Tiếp đến là lời cầu cứu từ anh ta, huấn luyện viên Kim giúp tôi với, ít nhiều cậu cũng nên nói vài câu vì phó chủ tịch đi chứ. Một lần nữa nội tâm của anh bị nhiều suy tư quấy nhiễu, hôm nay phó chủ tịch không thể tham gia trận đấu này, hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, đây chắc là điều mà thư ký Giang mong muốn, nhưng mình, trước điều này, Giselle không ngần ngại mà bảo với Hong Chu, phó chủ tịch, bây giờ chúng ta đi khởi động nhé. Hôm nay thời tiết hơi lạnh một chút, nhưng dù là ở hàng dự bị thì ngài cũng nên chuẩn bị cho kỹ càng một chút. Thư ký Giang phút chốc ngơ ngác, à không, huấn luyện viên Kim, cậu đang nói gì thế, bây giờ? Giselle liền ngắt lời, anh nói rằng, tôi cũng thấy hết mọi chuyện rồi, sao không hiểu được chứ, rõ ràng là ngài ấy đã bị các giám đốc khác đâm sau lưng mà. Ngay từ đầu ngài đã định làm mọi thứ một mình rồi, đúng không phó chủ tịch? Thư ký Giang nghe vậy thì càng thêm sợ hãi, sợ vì bản thân sẽ bị khiển trách, cũng sợ tình trạng của phó chủ tịch sẽ càng nặng nề hơn. Ngược lại Giselle lại nói ra hết những điều mình nghĩ, khi ngài đến sân tập cũng chỉ có một mình, ký hợp đồng cũng một mình, và tập luyện với tôi cũng chỉ có một mình, vậy các giám đốc khác có liên quan gì đến ngài chứ, cứ làm theo những gì ngài muốn từ đầu thôi. Thư ký Giang phản bác, huấn luyện viên Kim, cậu có biết công ty là nơi tin đồn lan nhanh lắm không? Đừng để ai biết những gì đã xảy ra trong phòng VIP cả, nếu trong tình hình này mà ngài ấy ra sân thi đấu, Giselle trực tiếp ngắt lời, vậy là thư ký Giang, lo phó chủ tịch sẽ phải chịu nhiều áp lực, có phải vậy không? Anh ta giật nảy mình lắp bắp, cậu nói gì vậy, đâu có liên quan. Giselle bộc bạch kể lại, nhưng anh biết không, bóng chày vốn là một môn thể thao mà người chơi luôn chịu áp lực, không bắt được bóng là sẽ có áp lực, ném bóng kém vẫn phải chịu áp lực, ngay cả khi đang chơi tốt mà để đối phương được an toàn một lần, cũng sẽ chịu áp lực, cậu nói cũng có lý. Dù sao đi nữa, nếu sợ áp lực mà trốn tránh là chẳng làm được gì cả, đã áp lực thì cứ đối mặt với nó thôi, ai nói gì cũng kệ, chỉ cần cố chịu đựng, thì chắc chắn sẽ có cơ hội tốt để phản đòn. Bất chợt Hong Chu gọi Giselle lại, ông ta bảo rằng muốn hỏi anh một câu, ánh mắt có chút nghiêm túc, trong toàn bộ sự nghiệp bóng chày khốn khổ của cậu, có khi nào cậu đã thực sự phản đòn được chưa, một phát ăn ngay luôn ấy. Anh tự tin bảo rằng một mùa giải của mình được khoảng vài ba cú. Hong Chu khẽ cười. Tính ra trình bóng chày của cậu cũng không tệ lắm, đi thôi, đến lúc khởi động rồi. Ít lâu sau, tại sân vận động của cuộc thi, người người nhà nhà đều đã tập trung ở hàng ghế khán giả để quan sát trực tiếp trận đấu sắp tới. Bên phía bộ phận xử lý, có hai kẻ đang tán gẫu với nhau, có vẻ họ sắp bắt đầu rồi. Người nhân viên tò mò muốn biết phó chủ tịch Hong Chu đang làm gì trong lúc này thì gã bên cạnh lại mỉa mai. Chắc là đã về thẳng nhà rồi nhỉ, trông ông ta như sắp ngất đi vì huyết áp vậy. Không phải, ông ấy chưa về nhà, chuyện là... Bình luận viên đã bắt đầu giới thiệu, tập đoàn KH đã đưa cầu thủ dự bị vào, người bước vào sân, ôi trời ơi, là chuyện gì thế này? Đó là một chiến binh tuyệt vời thưa quý vị, xin hãy chào đón nồng nhiệt, giám đốc điều hành của tập đoàn KH, phó chủ tịch Hong Chu. Quả nhiên ông đã bị lời nói của Giselle vực dậy tinh thần, mạnh mẽ và hiên ngang tiến ra sân đấu. Hai kẻ khi nãy nghe thấy thì choáng ngợp, cái gì, lão ta chưa về nhà nữa sao, cái gì thế này, ông ấy thực sự định tham gia trận đấu sao? Ngay lúc bọn họ đang hoang mang thì John Un đã ở ngay phía sau, khán đài náo nhiệt khiến cô ta có chút thắc mắc, có chuyện gì vậy? Quay về sân đấu, trận thi đấu đã chính thức tiến vào thời điểm căng thẳng, bình luận viên không ngừng cập nhật, hiện tại đang là hiệp 9, tập đoàn đã đến được chốt gôn thứ 2, nếu có sai sót nào thì trận đấu sẽ kết thúc ngay, trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này mà lại chọn để cầu thủ dự bị ra sân sao? Liệu đây có phải là một lựa chọn đúng đắn không? Câu hỏi của bình luận viên khiến John Un khá gượng gạo, như có nỗi niềm gì đó. Tôi cũng không chắc, chúng ta cứ chờ xem. Quay về 30 phút trước khi trận đấu diễn ra, Deod đã nhận được một tin dữ từ người đồng đội của mình. Cái gì? Bị thương ở cổ tay sao? Cậu ta bảo rằng, trong lúc phòng thủ, cậu không cẩn thận một chút được sao? Phải làm sao đây? Tất cả các cầu thủ có thể sử dụng đều đã dùng hết rồi. Không còn cách nào khác, Deod chỉ đành đến chỗ của Giselle để bàn bạc. Này, cậu là Giselle đúng không? Có lẽ phải nhờ cậu ra sân thay một lượt rồi. Anh khước từ lời mời này bằng một lý do khó ngửi. Sao giờ ta, huấn luyện viên, tôi có bệnh mãn tính. Deod khá bối rối khi nghe câu chuyện kỳ lạ này. Phải, Tôi bị chị ấy, lúc nãy còn ổn mà, giờ tự nhiên mông tôi đau quá, đùa tôi à, thế này mà cũng đòi làm dự bị sao. Đâu ai biết rằng đây chính là kế hoạch mà Giselle đã vạch ra, anh hướng tay sang một cầu thủ gần đó rồi giới thiệu. Xin lỗi nhưng may là vẫn còn một cầu thủ khác đây mà, cầu thủ khác sao? Người được chọn không ai khác ngoài Hong Chu, nhìn có chút quá lứa lỡ thì nhưng cũng không hoàn toàn là phế nhân. Bên sân thi đấu, Hong Chu đã hỏi Giselle về căn bệnh quái ác khi nãy anh đã nói, này Giselle, cậu có ổn chứ? Cậu đến muộn trong lúc tập luyện vì chuyện đó à? Giselle tiết lộ đấy chỉ là đùa thôi, tôi không ra sân thì phó chủ tịch mới có cơ hội thi đấu, thằng nhóc này. Tiếp đến, anh ghé vào tai Hong Chu, nghe rõ nhé phó chủ tịch, đối thủ sẽ cố tình để ngài đi bộ 100% vì họ không muốn đối mặt với ngài, ông cảm thấy chuyện này thật khó tin nên không đồng ý. Tuy nhiên lời tiếp theo mà Giselle nói mới thật sự khiến ông ta đồng ý, không có thời gian để giải thích từng chi tiết đâu, ngài chỉ cần nghe tôi nói thôi, nếu ngài cảm thấy việc đi bộ đến chốt gôn cũng không tệ, chỉ cần đứng yên trên sân, ngài có thể tiến đến chốt gôn thứ nhất cũng được, còn nếu không thì sao? Hong Chu thắc mắc, nếu không thì hãy vung gậy ngắn lại và đỡ tất cả các quả bóng bay đến. Dù đó là bóng sai sao, Giselle nói, dù là bóng sai đi nữa. Tay anh mở ra thu vào một cách linh hoạt, trong lúc ngài cố thủ, tôi sẽ gửi tín hiệu cho ngài. Nếu tôi giơ tay ra thì đó là tín hiệu giữ vững chiến lược cầm cự, còn nếu tôi nắm chặt thành nắm đấm, là tín hiệu vung đánh toàn lực chứ gì. Hong Chu tiếp lời, chính xác. Giselle hứa hẹn, nếu ngài có thể cố đến cùng, tôi sẽ biến ngài thành ngôi sao của trận đấu hôm nay. Trở về trận thi đấu, bình luận viên tiếp tục kích động cả khán đài. Mọi người, xin hãy dành một tràng pháo tay lớn để chào đón Phó Chủ tịch Hong Chu của tập đoàn KH. Sự nhễ nhại hằng in trên gương mặt của ông, bắt được thời điểm, Hong Chu đã nhận ra một điều, đây rồi. Chỉ cần đánh một lượt thôi, mà bấy lâu nay mình đã gây ra đủ chuyện như vậy sao? Hai tay Hong Chu càng lúc càng siết chặt lấy chiếc gậy. Tê San, nếu thấy điều này thì cậu sẽ nói gì đây? Về phía người ném bóng, cậu cầu thủ trẻ này lại càng áp lực hơn khi người đối diện mình là một nhân vật tầm cỡ. Cậu ta nghĩ thầm, không lẽ bây giờ mình đang hồi hộp sao? Sở dĩ cậu ta nghĩ như vậy là vì Hong Chu ở đầu bên kia đang trừng mặt nhìn cậu cầu thủ. Ở một giải đấu bóng chày công ty thế này, sao phó chủ tịch Hong Chu mình lại như vậy được chứ? Giselle thấy tình hình không ổn nên đã vỗ tay vài cái để kéo Hong Chu vực dậy. Phó chủ tịch, tôi thấy ngài đang nghĩ linh tinh rồi đấy, tập trung nào, tập trung. Trong vài giây ngắn ngủi, Hong Chu đã đảo mắt nhìn về phía Giselle bằng ánh mắt khó tin. Tên nhóc đó sao lại nhận ra ngay mình đang nghĩ gì hay vậy nhỉ? Đúng là một gã kỳ quặc. Khi có hiệu lệnh phát bóng, cậu cầu thủ nhanh chóng lấy đà, sau đó dồn lực ném thẳng về phía trước. Một tiếng động lớn vang lên, quả bóng đã được Hong Chu bỏ qua và nằm gọn trong tay người bắt bóng. Hợp lệ, bắt được bóng rồi, định chơi an toàn chăng? Cuối cùng Hong Chu cũng chấp nhận lời nói của Giselle. Giselle nói đúng, người ném không có ý định đối đầu trực tiếp với mình. Lại một đợt phát bóng khác lao đến, ông ta vung gậy mà dặn lòng, nếu lỡ để bóng chúng mình là tình hình sẽ rất phức tạp. Bảo sao tên nhóc đó cứ ném ai giang suốt lúc luyện tập. Đúng vậy, nếu là loại bóng khác thì mình không biết, nhưng đã là bóng ai giang, thứ mình đã tập đến ngất đi suốt 10 ngày qua. Hong Chu dứt khoát vung gậy và thành công đánh trúng quả bóng. Bình luận viên hô hào, trúng rồi, nhưng tiếc là bóng đã vượt qua vạch hợp lệ rồi. Top khán giả ngồi ở hàng đầu khen lấy khen để, phó chủ tịch của chúng ta đỉnh vậy sao? Phải đấy, ở tuổi đó mà vẫn đánh được như thế luôn. Này, đừng có nói linh tinh. Càng lúc trận thi đấu càng trở nên căng thẳng hơn, bình luận viên bảo rằng không ai ngờ được đây là trận đấu dai dẳng, đã là cú thứ 8 rồi. Tình hình có vẻ không đơn giản đây. Cùng thời điểm, cái tên Hong Chu nhanh chóng được truyền tai nhau và ầm ĩ trên khán đài. Điều này khiến cậu cầu thủ càng thêm lo sợ. Vào cùng thời điểm, Hong Chu đã nhìn thấy ký hiệu mà người ném bóng đã truyền ra. Điều này vừa hay rất chuẩn xác với những gì mà Giselle đã nói từ trước. Ông dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chúng. Nhóc Giselle cũng đang ra tín hiệu. Này Tê San, bạn cậu vẫn chưa ngỏm sớm vậy đâu. Tôi sẽ cho cậu thấy. Ngay bây giờ, một cú phát bóng được tung ra, nhưng lần này Hong Chu lại đánh trượt. Tình huống nằm ngoài dự liệu khiến ông kinh ngạc không thôi. Thật không thể tin được. Bóng chạm đất rồi. Giselle ở phía trên liền nhảy cẫng lên, sao còn ngơ ngác đứng nhìn nữa. Ngài mau chạy lên gôn một đi. Bấy giờ ông ta mới kịp nhận ra tình hình nên chạy rất vội vã. Ngay lúc này, phó chủ tịch đã lên được chốt gôn. Một tình huống chớ trêu khác đã diễn ra, sao các cầu thủ phòng ngự sao hỗn loạn hết rồi, vẫn chưa ai biết kết quả sẽ như thế nào. Về phía Giselle, anh vẫn liên tục thúc giục Hong Chu hãy mau chạy, thậm chí là mắng mỏ vì tốc độ quá chậm. Ngược lại phó chủ tịch của chúng ta cũng không kém cạnh, ông ta dù thở rất hì hục nhưng vẫn cố gắng chửi lại. Tên khốn Giselle kia, đợi xong trận rồi coi tôi xử cậu thế nào. Dù đã nhìn thấy được chốt gôn nhưng khoảng cách vẫn là vấn đề lớn, ông tự hỏi rằng liệu bản thân có thể chạm tới hay không. Gạt bỏ suy nghĩ trên, Hong Chu với quyết tâm buộc phải chạm được, một mạch nhảy bổ lên phía trước. Không biết đã thành công hay chưa, trên sân đấu bây giờ là một Hong Chu tay đã chạm vào chốt gôn, tuy nhiên người bắt bóng cũng đã chạm chân xuống bên dưới. Cả khán đài im bặt chờ đợi bình luận viên công bố kết quả, khoảng lặng có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của từng khán giả. Hong Chu lo lắng nhìn lên phía đối thủ, kết quả thế nào rồi? Một người thì im lặng, người còn lại không ngừng than vãn, tôi sắp ngạt thở rồi, kết quả thế nào? Chỉ thấy tay của người trọng tài ra chỉ thị, anh ta lặp lại 2 lần, không hợp lệ, cả Hong Chu và Giselle đã cứng đơ như tượng, thất bại lần này cũng khiến trận đấu kết thúc. Hong Chu rời đi với vẻ mặt đầy thất vọng, ông hậm hực bảo, sai rành rành ra đấy, rõ ràng là tôi nhanh hơn, tôi đã vào an toàn rồi mà, năm sau phải áp dụng công nghệ xem lại video cho giải đấu mới được. Tiếp đến, Hong Chu đã gọi Giselle lại. Hong Chu thắc mắc rằng tại sao anh lại không hề nói gì, cứ tưởng vừa gặp tôi là cậu sẽ hét ầm ĩ lên như gặp kẻ thù chứ. Giselle bĩu môi phủ nhận, tôi đã bao giờ như vậy đâu. Anh nói thêm, bóng chày vốn dĩ là như thế mà, không phải lúc nào cũng theo ý mình được, chỉ có điều, tôi không hiểu sao trong tình huống quan trọng như vậy mà ngài lại phân tâm được. Giselle nhớ lại lần phát bóng định mệnh khi nãy mà hờn trách, hơi tiếc mỗi cái đó thôi. Cả hai sau đó đã dừng bên một chiếc ghế trong phòng chờ, đây cũng là lúc mà Hong Chu chút bầu tâm sự, nhóc con. Lúc đó, do tôi phấn khích quá thôi, như cậu đã nói, khi bóng ai giang lao tới. Cảm giác thật tuyệt vời, khiến tôi nổi cả da gà, và tôi nghĩ cơ hội để mình thể hiện đã đến rồi. Nụ cười dần lộ trên khóe môi của Hong Chu, tôi thật sự rất vui, cứ như lúc đó cả cơ thể được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh vậy, tôi già rồi. Ông cũng nhắc đến cái tên Salin, ông ta đã già rồi, trước đây tôi không như thế đâu. Dù công việc đã thành công, nhưng thành quả chưa từng nắm trong tay, thì tôi vẫn chưa lơ là được, bây giờ thì chỉ cần thấy một cú ném bóng cũng làm tôi thấy xao xuyến. Giselle đã ngồi cạnh ông ta, anh than vãn vì phải nghe quá nhiều điều từ một lão già quá tuổi, phiền phức quá đi, vậy thì sao? Giờ ngài định than vãn rằng giấc mơ ngài đã hứa với chủ tịch Tê San đã tan vỡ rồi khóc à, phải vậy không? Cái gì chứ, chỉ vì thất bại một lượt đánh thôi mà đã sầu não như vậy rồi, thế tôi, người bị đánh 30 cú hom dân mỗi mùa, chắc phải chầu ông bà luôn rồi nhỉ? Hong Chu trách móc, cái tên dở hơi này, ai lại an ủi người ta kiểu đó chứ, dù sao thì, tuy không đánh được cú chốt, nhưng tôi vẫn nghĩ phó chủ tịch đã đạt được 1/4 mục tiêu rồi, có thể ngài không nhận ra. Bất chợt giọng nói của bình luận viên truyền đến, Salin là số 1, Salin vẫn còn sống đấy, điều này đã thu hút ánh nhìn của Giselle. Cả cơ thể tôi đã cảm nhận được điều đó rồi. Không biết Giselle đã nghĩ gì, chỉ thấy rằng giọng điệu của anh đã hưng phấn hơn khi nãy, anh bảo với Hong Chu rằng, dù chủ tịch Jong-un có ghét ngài đến mấy đi nữa, thì ngay lúc này vẫn chưa thể loại bỏ ngài đâu đúng không nào, có thể ngài ấy sẽ giao cho ngài công việc mới không chừng. Ông ta bật cười trước lời nói của một thằng nhóc, tên này đầu óc ngây thơ quá, cậu nghĩ mọi chuyện trên đời đều sẽ theo ý mình sao? Ngoài mặt là thế nhưng trong lòng Hong Chu đã ngầm công nhận cảm giác mà Giselle mang lại cho mình, nhưng mà lâu rồi mình mới được vui đến như vậy, luyện tập, trận đấu, cả thời gian bên cậu nhóc này nữa. Giselle ngỏ ý muốn mời phó chủ tịch cùng anh đi ăn một bữa, anh cũng nhấn mạnh rằng Hong Chu phải khao mình vì công sức mà anh bỏ ra là quá nhiều. Tuy nhiên một cuộc điện thoại đã cắt ngang hai người, chờ đã nhóc, thư ký Giang gọi, Hong Chu nhanh chóng bắt máy. Cái gì? Cậu vừa nói gì cơ? Cậu bảo là ai muốn gặp tôi chứ? Vẻ mặt của ông ta hoang mang vô đối khiến Giselle rất tò mò. Tạm gác lại lời mời của Giselle, Hong Chu cấp tốc trở về công ty của mình. Vừa đẩy cửa vào, ông liền hỏi, giờ này mà còn chuyện gì nữa vậy? Chủ tịch Jong-un, hóa ra cô ta chính là người mà thư ký Giang đã đề cập. Jong-un đưa đến tờ giấy điều khoản rồi nói với ông, tôi vừa sắp xếp lại các nhân sự cấp cao. Giám đốc điều hành trong Ki sẽ chuyển sang làm chủ tịch trường trung học Jongsan, chủ tịch Sang Y sẽ chuyển sang tổ chức lịch sử Gumha. Hong Chu vừa đọc vừa cảm thấy khó tin, tất cả bọn họ đều rời đi thế này. Những cái tên trên tờ giấy này đều là những người từng làm việc với mình, những người đã cùng mình xây dựng tập đoàn KH sẽ ra đi, rồi sẽ có người mới thay thế họ, sớm muộn ngày này rồi sẽ đến, nhưng cảm giác trống rỗng quá. Nghĩ rồi ông ta lại đánh mắt sang phái Jong-un, hành động của cô ta khiến ông choáng tỉnh. Này Jong-un, lại cắn móng tay đấy à? Chú đã nói bao nhiêu lần là làm vậy sẽ rất mất phúc rồi mà. Thái độ của Jong-un không mấy lo lắng, thậm chí có thể nói là không có phản ứng khiến Hong Chu quê độ. Ông ngượng chín cả mặt vội giải thích, chủ tịch, thực ra, bây giờ Jong-un mới chịu cất lời, chỉ thấy cô ta khẽ cười, trong mắt chú, cháu vẫn là trẻ con thôi, đúng không? Hong Chu lắc đầu chối bỏ, gì chứ, không phải vậy đâu. Cháu biết chú sẽ dẫn dắt tập đoàn KH rất tốt mà, nhưng lý do chú chưa rút lui cho đến bây giờ là, cháu biết chứ, Jong-un đáp, trước mặt ông ta. Jong-un tiếp tục nói là vì lời hứa với cha cháu về việc lọt vào top 10 các tập đoàn. Nhưng, cháu phải nói rõ lại một điều. Cháu không có ý định giao việc đó cho chú đâu. Câu nói này khiến ông bối rối. Hong Chu đoán non nguyên nhân có thể là vì chuyện ở Nga. Jong-un gật đầu, chuyện đường dây ở Nga cũng có góp phần nhưng không phải là tất cả. Vì đó là trách nhiệm của cháu. Chú nghĩ cháu chỉ hứa ăn cơm với Tổng thống ở Nhà Xanh với chú thôi sao? Jong-un vẫn chưa có ý định ngừng lại. Lời nói của cô ngày càng đanh thép hơn trước. Đối với cháu, đó cũng là một lời hứa quan trọng, là lời hứa cháu muốn tự mình thực hiện, cho dù điều đó có khiến cháu mãi mãi đối đầu với người duy nhất có thể mắng cháu đừng cắn móng tay. Hong Chu trong giây phút ngắn ngủi đã hiểu ra, vậy là cuối cùng cháu cũng sẽ gạt chú ra, nhưng đột nhiên Hong Chu lại lên tiếng, phải rồi. Sau tiếng thở dài đằng đẵng ấy, là nụ cười đầy ẩn ý của ông ta, lòng mình lại cảm thấy thanh thản đến lạ. Lời hứa với Chủ tịch Tê San là động lực giúp con người Hong Chu chạy tới phút này, nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng không nhỏ, có mệt mỏi thế nào cũng không thể dừng lại. Có lẽ đã đến lúc nhường lại việc này cho người khác và cổ vũ họ từ phía sau rồi. Hong Chu tự an ủi bản thân rằng mình nên nghỉ hưu thật rồi. Có điều, John Un đã gọi ông lại. Cô đưa ra một túi nhỏ rồi nói ông hãy cầm lấy thứ này, cái này là gì? Đây là thứ mà cha cháu không bao giờ rời tay cho đến lúc qua đời. Theo đó, Hong Chu đã cầm lấy và mở nó ra. Đó là một chiếc nhẫn với mặt có khắc chữ K. John Un giải thích đây là biểu tượng cho niềm hy vọng xa vời của cha cô. Vào năm 1996, khi KH lọt vào giải bóng chày mùa thu lần đầu tiên, cha cháu vui lắm, cứ bảo đã thấy mùi chiến thắng, rồi đặt làm chiếc nhẫn này ngay lập tức. Hong Chu hoài niệm, đúng vậy, lúc đó chú đã cố ngăn ông ấy, nhưng vô ích. Chú còn trêu rằng đây là biểu tượng của sự hão huyền, song cứ tưởng ông ấy vứt nó đi rồi chứ, không ngờ lại vẫn giữ đến bây giờ. John Un mỉm cười, cháu cũng nghĩ vậy, nhưng khi đến thăm ông ấy trong bệnh viện, bố cháu vẫn luôn nắm chặt nó trong tay, không nói một lời nào, chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra, cháu vốn định giữ bí mật này đến cùng, việc cha cháu còn tiếc nuối với đội bóng chảy ấy. Hong Chu khá tò mò về chuyện này, nghe cô kể xong, ông có chút thắc mắc, sao giờ cháu lại đưa cho chú xem, vì cháu đã tìm được rồi. John Un nói rằng người sẽ chăm sóc cho đội bóng thay cha cháu. Phó chủ tịch, khi nhìn chú chơi trong trận đấu hôm nay, chú biết cháu đã nhận ra điều gì không? Khoảnh khắc chú lao mình bắt quả bóng chạm đất trong sân, cháu đã có câu trả lời rồi. Sau đó, John Un bày tỏ muốn Hong Chu hãy nhận trách nhiệm chăm sóc đội bóng chày và hoàn thành điều này. Điều ước cuối cùng mà cha cháu chưa bao giờ nói ra. Khoảng 3 ngày sau, Giselle đang chơi điện tử trên máy tính của mình. Vẫn như mọi lần, anh đều thất bại trong ải này. Cứ tưởng lần này thắng chắc rồi chứ. Cùng lúc này, Soman đã lướt ngang, anh ta gợi ý bảo anh hãy chơi trò khác đi. Tiếp đến là lời khen nửa mùa từ Soman, tôi chưa bao giờ thấy ai đánh bài trực tuyến mà tệ như cậu đâu, nếu đây là đánh thực sự thì chắc cậu tán ra bại sản luôn đó. Nhìn cấp bậc hiện tại của mình, Giselle bắt đầu nghĩ ngợi lung tung để tham gia giải chuyên nghiệp năm sau mình phải leo được tới bạch kim trên trang web này, còn phải tăng bao nhiêu cấp nữa đây. Khi anh quyết định phá đảo lại lần nữa thì nhận được cuộc gọi từ Phó Chủ tịch Hong Chu. Giselle cảm thấy lạ khi ông ta lại gọi cho anh vào lúc này, tuy nhiên vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia bảo rằng hãy đi ăn với ông ta vào chủ nhật tuần này, lúc 7 giờ sáng. Anh khó hiểu mà của trách, ông già này tự nhiên lại nói gì vậy? Hết hợp đồng rồi mà vẫn réo cho được. Sau khi chuẩn bị quần áo tươm tất và bước ra khỏi cửa, một chiếc xế hộp đen kịch đã đổ trước mặt anh. Người bước ra chính là thư ký Giang, huấn luyện viên Kim khỏe chứ, mời lên xe. Vừa vào trong, Giselle đã nói, Phó Chủ tịch bảo có hẹn ăn sáng, nhưng mà chúng ta đi đâu vậy? À hôm nay, chúng ta sẽ đến Johnson, gì chứ? Johnson à? Đúng vậy. Thư ký Giang đáp, tôi sẽ đưa cậu đến sân của KH. Giselle nghe thấy lời thư ký Giang nói mà không khỏi ngạc nhiên. Nếu là sân đấu KH Canon, thư ký Giang cười tươi đáp, phải. Vậy là, Phó Chủ tịch hiện đang đảm nhận vai trò giám đốc điều hành kiêm tạm quyền chủ sở hữu của KH Canon và ông ấy sẽ rời khỏi vị trí giám đốc điều hành của KH Global sao? Giselle thầm nghĩ, nhưng chưa có thông báo chính thức, Bắc Sa Linh với đội bóng chày. Nhưng vị trí đại diện của đội bóng chày lại được coi là vị trí nhàn hạ, thậm chí là trong các tập đoàn lớn. Có người còn nói rằng đó giống như nơi lưu đày của những quản lý bị thất sủng trước khi rời khỏi công ty. Giờ mình nên chúc mừng hay an ủi ông ấy đây? Và những lo lắng đó của Giselle thật sự không cần thiết. Ở sân động KH Canon, tiếng của Hong Chu đã vang vọng đầy tức giận. Các cậu có đầu óc hay không đây? Huấn luyện viên bóng chày kiểu gì mà như cửa xoay thế này? Người từng làm lại làm tiếp, rồi người bị đuổi lại vào làm ứng viên nữa. Đội bóng chày vận hành thế này suốt thời gian qua sao? Nếu không đi tìm huấn luyện viên mới ngay lập tức, thì lần tới nhảy xuống biển phía Tây hết luôn đi. Rõ chưa? Rồi Hong Chu đuổi bọn họ ra ngoài, làm gì đấy, không lo đi tìm huấn luyện viên ngay đi. Giselle vừa đi tới chứng kiến liền mỉa mai, lúc thi giải đấu bóng chày nội bộ thì cứ than nào là già rồi, nào là hết thời rồi, vậy mà còn mạnh miệng phết. Hong Chu định bước ra gọi mấy người kia thì bất ngờ phát hiện Giselle đứng ở đó. Ông ta mỉm cười vui vẻ chào đón, Giselle, cậu đến rồi à, ngày hẹn ăn trưa cơ mà, sao lại gọi tôi đến đây? Còn đứng đó làm gì, vào đi, mọi thứ đều diễn ra đúng như cậu nói. Giselle nghe thế nhíu mày hỏi, ý ngài là sao, không nhớ à? Hồi giải đấu bóng chày nội bộ cậu đã nói thế mà, không đánh trúng bóng cũng không sao, có kết quả như mong đợi là được. Chủ tịch John Un đã rất cảm động sau khi xem trận đấu của tôi và bảo rằng có thể sẽ giao cho tôi việc mới. Đã thành sự thật luôn rồi, thật luôn đấy, ông ta vừa thở dài vừa nói. Nếu tôi cứ im lặng thì bây giờ đã được đi câu cá ở đâu đó yên bình rồi, giờ lại không được nghỉ ngơi, gì vậy chứ? Giselle không khỏi tò mò, Sao đột nhiên lại thế này nhỉ? Bỗng, Hong Chu gọi, này, Giselle, mục tiêu của tôi là giúp Canon vô địch trong vòng 3 năm, tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể kéo dài hơn được nữa. Kế hoạch của tôi là trong vòng 3 năm đưa Canon lên đỉnh cao của giải Hàn Quốc rồi nghỉ hưu, không còn lưu luyến gì nữa. Giselle nghe thế trong lòng có chút hoang mang, lên đỉnh cao luôn sao? Một đội đứng chót bảng chưa từng được vào mùa giải bóng chày mùa thu. Sao mà vô địch được đây? Hong Chu chống cằm nói tiếp, kế hoạch đã sẵn sàng, vấn đề ở con người thôi. Đội bóng này thiếu nhân tài trầm trọng nhưng quan trọng nhất là thiếu người có chung chí hướng với tôi. Và ông ta đã có quyết định, vì vậy, Giselle này, cậu đến làm việc cho đội bóng chảy đi. Ngài đang chiêu mộ tôi sao? Ông ta đáp, đúng vậy, tôi là huấn luyện viên riêng của phó chủ tịch nhưng chỉ với cương vị đó thì tôi không làm tổng giám đốc hay quản lý được đâu. Hong Chu liền kinh ngạc, gì cơ? Rồi tức giận quát lên, này, cậu nhóc, tôi nói là sẽ cho cậu vị trí giám đốc hay quản lý hồi nào thế? Một kẻ không được chọn vào giải chuyên nghiệp, phải thi đấu ở Trung Quốc. Nghĩ gì mà dám mơ thế hả? Còn có chút liêm sỉ nào không? Giselle liền hỏi, vậy thì tại sao? Vai trò của giám đốc và quản lý rất quan trọng nhưng tôi nghĩ vai trò của người ở ngay bên cạnh các cầu thủ cũng quan trọng không kém. Ý ngài là trợ lý huấn luyện sao? Cậu hiểu nhanh đấy. Có lẽ tuần sau sẽ có thông báo tuyển dụng trợ lý huấn luyện cho đợt chạy huấn luyện mùa xuân năm sau. Chắc là sẽ có nhiều người xuất sắc đăng ký đấy nhưng tôi sẽ sắp xếp để cậu được nhận. Giselle nghe thế không khỏi bàng hoàng. Này là đi cửa sau à? Hong Chu mỉm cười nói tiếp. Vậy là tôi sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp bóng chày, còn cậu hoàn thành giấc mơ còn dang dở của mình, thấy sao hả? Giselle bỗng ngơ ngác, giấc mơ còn dang dở. Nhưng rồi anh đứng bật dậy, ánh mắt vô cùng kiên định, tôi hiểu rồi, phó chủ tịch, tôi sẽ gia nhập đội bóng chày. Sau khi nhận lời không lâu, Salin Bắc chính thức bắt đầu các công việc của đội bóng chày. Ngay khi vừa được bổ nhiệm làm CEO kiêm tạm quyền chủ sở hữu, ông ấy tuyên bố sẽ cải tổ đội bóng toàn diện. Một phóng viên xin hỏi, với lần nhậm chức này, và với tư cách là người đứng đầu của KH Canon, mục tiêu sắp tới của ngài là gì? Mục tiêu của tôi là giúp Canon vô địch giải Hàn Quốc, không có mục tiêu nào khác ngoài điều đó. Những lời lẽ mà ông ấy đã tuyên bố rất táo bạo, mọi người đều quan tâm đến những động thái lớn của phó chủ tịch. Dù người hâm mộ không tỏ ra mấy ủng hộ, tôi cũng nộp hồ sơ, phỏng vấn và chuẩn bị sẵn sàng. Giờ thì chỉ còn lại một việc, ngay lúc đó, Giselle nhận được một tin nhắn từ KH Canon. Chúc mừng! Chúng tôi xin thông báo rằng anh Kim Giselle đã vượt qua vòng tuyển chọn trợ lý huấn luyện viên cho đợt huấn luyện của KH Canon năm nay. Xin cảm ơn vì đã ứng tuyển. Sau đó, tối hôm ấy, gia đình của Giselle đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng. Chúc mừng Giselle đã gia nhập Canon, cạn ly. Họ cùng cười đùa với nhau. Bố à, con biết ngay mà, huấn luyện viên Kim đúng là không hề tầm thường. Sao có thể để một tài năng như này dừng lại ở bóng chày nghiệp dư chứ? Huấn luyện viên Kim là tương lai của bóng chày Hàn Quốc đó. Giselle nghe thế nói, trời ạ. Tương lai của bóng chày Hàn Quốc cái gì? Mẹ của Giselle liền ngắt lời, đừng phá bầu không khí nữa, con mau đi lấy thêm rượu soju và rau cuốn đi. Lúc này, Di Trang đang ở dưới bếp chuẩn bị thêm vài món, anh ta hỏi, cần gì nữa không? Thêm soju và rau cuốn đi anh. Trong vài giây đắn đo suy nghĩ, Di Trang bỗng lên tiếng hỏi, Giselle à, ngọn gió nào đưa em đến đó vậy? Gì cơ? Hồi trước em còn làm ầm lên đòi đi đánh bài cơ mà, chẳng phải em bảo khi nào mức lương hàng năm là 100 triệu won mới vào lại đội bóng chày sao? Giselle đáp, trở thành tay chơi bài chuyên nghiệp không phải chuyện dễ đâu, em làm kiểu nào cũng chỉ ở hạng bet thôi. Vậy là thật đấy à, từ hồi trung học cả nhà đã bảo em từ bỏ bóng chày đi rồi nhưng em vẫn cố gắng, đi Mỹ rồi Trung Quốc. Vậy mà lại thay đổi chỉ vì khó tăng hạng đánh bài thôi sao? Kìa, thịt cháy rồi, trời ạ, thịt bò đấy. Giselle vội vàng chạy ra ngoài, hết soju rồi hả anh, để em ra siêu thị mua thêm. Di Trang nghe thế hét lên, gì cơ, Giselle, tính chuồn đó à? Cuối cùng cũng thoát ra rồi, nhiều lúc anh trai mình nhạy dữ. Lý do mình muốn chơi lại bóng chày sao, không phải là tham vọng thực hiện giấc mơ lớn lao hay là muốn kiếm nhiều tiền. Nhớ lại những lời nói của phó chủ tịch Hong Chu, Giselle, tôi tin cậu có khả năng trở thành giám đốc hoặc quản lý, cậu có cái nhìn rất tốt về bóng chày, biết chăm sóc mọi người. Và trên hết, cậu không dễ dàng bị lung lay, kể cả khi thất bại, Canon cần cậu. Giselle ngẫm nghĩ, cho đến giờ, chưa từng có ai thực sự cần mình cả, và họ cũng đã nói rằng, dù sao thì đội hình cầu thủ cũng đã đủ rồi. Nói thẳng ra là tên này chẳng giỏi giang gì cho lắm, nhưng vì quan hệ với quản lý, đội của chúng ta đang thiếu người ném bóng tập, nếu giao việc đó cho cậu ấy. Đây là lần đầu tiên, Giselle cảm nhận được có người thật sự cần mình. Mình đứng bét cũng lâu quá rồi, có tạo được thay đổi lớn lao gì không thì chưa biết, nhưng cứ thử xem sao. Ngày hôm sau, ở sân vận động siêu sao bóng chày B1, huấn luyện viên Kim, tôi biết rồi, cậu vừa nhận được việc ở Canon rồi đúng không? Cảm ơn mọi người vì thời gian qua, cảm ơn cái gì chứ? Chính chúng tôi phải cảm ơn huấn luyện viên Kim đây. Trò chuyện một hồi, Giselle bỗng nhớ ra, huấn luyện viên Han, tôi có cái này. Tôi nhớ anh thích thịt bò Hàn Quốc mà lại chưa tặng anh được gì trong suốt thời gian qua. Huấn luyện viên Han nhận lấy liền không khỏi xúc động, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Giselle, tôi sẽ nhớ cậu lắm, Bọn họ cười đùa nói, huấn luyện Han đang khóc đấy hả? Sau đó, Di Sao bắt chuyến xe khác đến KH Canon, trong lòng vui mừng nghĩ, mọi người tốt bụng ghê. Bỗng, điện thoại rung lên. Những tin nhắn từ thành viên trong gia đình liên tục ập đến, Di Sao, tận 2 tháng nữa mới về nhà à con, sao con không nói với mẹ chuyện này, còn bố thì chúc phúc cho anh khởi đầu mới tốt đẹp, và anh hai Di Trang, thứ hai là đội KH sẽ đi che chú đúng không, nào về mang ít sô-cô-la cam cho anh nhé. Khiến Di Sao cũng phải cảm thán, coi nhiệt tình ghê chưa. Nhưng gửi mấy tin nhắn thế này, là do họ kỳ vọng vào mình nhỉ, rồi anh đáp lại bằng một tin nhắn khác, con sẽ đi cẩn thận ạ. Lần này, nhất định phải làm thật tốt, cuối cùng cũng sắp đến nơi, thông báo trên tuyến xe vang lên, trạm dừng kế tiếp là tòa thị chính Jonsan, những ai đi tới sân Canon xin xuống ở trạm này. Chuyển cảnh, một giọng nói gọi, huấn luyện viên Kim, thư ký Giang sao? Giờ tôi gọi cậu là Kim Di Sao luôn cho tiện nhé. Thư ký Giang, lâu rồi không gặp, giờ anh là nhân viên đội bóng rồi nhỉ? Anh Giang tự hào hỏi, nhìn được không? Quá được là đằng khác, phó chủ tịch vẫn khỏe chứ, ngài ấy bận lắm, sau khi nhậm chức thì càng bận hơn, hiện tại ngài ấy đang chuẩn bị xuất ngoại cho trại huấn luyện mùa xuân, chắc sẽ khó gặp được nhau trong thời gian tới đấy. Vậy chắc thư ký Giang cũng bận rộn lắm, mà sao anh lại ở đây? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu Kim Di Sao, phó chủ tịch đã dặn không cần nói gì đặc biệt nhưng Di Sao thấy thế bèn hỏi, anh có chuyện quan trọng muốn nói với tôi phải không? Thư ký Giang gật đầu nói tiếp, thật ra, chuyện cậu được phó chủ tịch chỉ đạo cho vào làm việc, chỉ có đội hỗ trợ kinh doanh đội bóng biết thôi, tôi đã căn dặn kỹ càng rồi nhưng tin đồn kiểu gì cũng sẽ lan ra. Nên nếu ai đó hỏi về mối quan hệ giữa anh và phó chủ tịch, chỉ cần nói là cậu có quen biết với ngài ấy thôi, không cần thiết phải phủ nhận chuyện này, chỉ cần nói là đã gặp vài lần là họ cũng không thèm hỏi thêm đâu. Và nếu sau khi vào làm có tình huống phải kể về kinh nghiệm làm việc trước đây của mình, tôi nghĩ cậu chỉ nên nhắc đến kinh nghiệm ở các giải đấu độc lập của Mỹ và Nhật. Nghe vậy, Di Sao cũng ngầm ý hiểu ra được, không cần phải nhắc đến Trung Quốc để tránh bị xem thường. Đúng vậy, phó chủ tịch muốn cậu thích ứng với đội bóng trong nước một cách suôn sẻ hơn, và tôi cũng mong vậy. Sau đó, Di Sao được dẫn vào phòng họp làm quen với các nhân viên khác. Xin chào mọi người, tôi là trưởng phòng Changu của đội điều hành Canon, và bên cạnh là một người phụ nữ giới thiệu, còn tôi là phó phòng Cho Uhi cùng đội. Trước tiên, tôi muốn chúc mừng các bạn đã vượt qua cuộc cạnh tranh khốc liệt. Như mọi người đã biết, đội bóng chày chúng ta thường không có đợt tuyển dụng lớn nên các bạn đã có được một cơ hội rất tốt. Hợp đồng chính thức của các bạn với Canon sẽ là 3 tháng, nhưng tới đó chưa hết. Những ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trợ lý tập luyện sẽ được chọn vào đội ngũ quản lý cả Canon khi mùa giải khai mạc. Nào, bây giờ chúng ta cùng giới thiệu bản thân chút nhé. Bỗng, phó phòng Uhi vô cùng căng thẳng, trưởng phòng, cái này, ôi trời. Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp nên phải đi ngay, xin chờ một chút, mọi người cứ tự giới thiệu với nhau nhé. Khiến những tân binh mới hoang mang tột độ, chuyện gì đây, bận đến vậy sao? Bọn họ liên tục bàn tán, có lẽ là do hợp đồng gia hạn của Chang Ho rồi. Chang Ho, ý anh là cầu thủ Jiu Chang Ho à? Phải, tuy chưa lên báo nhưng nghe nói Chang Ho đang kéo dài đàm phán lương với đội này. Tôi với Chang Ho khá thân với nhau mà, à, tôi là Oh Jon Chin, tôi tốt nghiệp trường trung học Nam Jon và đã chơi bóng ở Đại học Chinbuk. 4 năm trước tôi còn được chọn ở lượt thứ 8, vị trí 76 trong KBO The Giáp. Nghe thế, mấy người họ không khỏi ngưỡng mộ, xuất thân cầu thủ luôn, quá dữ. Tôi đã bắt đầu rồi, giờ đến lượt mọi người tự giới thiệu đi chứ. Lúc này, Di Sao nghĩ thầm, lượt thứ 8, vị trí 76 cũng không phải ghê gớm gì. Cái kiểu ra oai thường thấy của mấy người từng là cầu thủ đây mà. Rõ ràng, sau màn giới thiệu của Jon Chin, có vẻ tinh thần mọi người đã giảm sút hẳn. Sau khi những người kia giới thiệu xong, một người quay sang Di Sao hỏi, còn cậu thì sao, tới lượt mình rồi à? Tôi là, nhưng chưa kịp nói gì thì bụng rỗng của Di Sao kêu lên. Chúng ta ăn chút gì đi rồi nói tiếp nhé. Sau đó, bọn họ cũng kinh ngạc không kém, Kim Di Sao hóa ra cậu từng là cầu thủ bóng chày à? Ở giải độc lập Nhật Bản có nhiều người Hàn không? Giải độc lập Mỹ cũng chọn cầu thủ qua thử việc à? Còn chuyện huấn luyện ở giải Nhật, thấy mọi người hỏi dồn dập như thế, Di Sao liền lên tiếng, khoan đã, từng chuyện một thôi. Bọn họ không ngừng khen ngợi, Di Sao giỏi thật đấy, bạn bè chơi bóng của tôi đều nghỉ hết rồi, nếu không được chọn vào chuyên nghiệp thì đa phần sẽ chọn con đường khác mà nhỉ. Nên cậu Di Sao còn chơi ở giải độc lập được là đáng nể làm đó. Cảm ơn mọi người, thôi, chúng ta ăn nào, kẻo nguội. Bỗng, Jon Chin tò mò hỏi, nhưng Di Sao này, tại sao anh lại chọn giải độc lập vậy? Không được chọn vào chuyên nghiệp thì vẫn có cách để chơi bóng ở Hàn Quốc mà, chẳng hạn như trở thành cầu thủ phát triển của đội chuyên nghiệp. Cậu ta vừa hỏi liên tục vừa chế giễu, à hay là anh không nhận được đề nghị nào như thế, chắc không phải vậy chứ. Nói xong, Jon Chin mỉm cười mỉa mai. Cô Chu Hun thấy thế vội can ngăn, chuyện đó để nói sau đi. Nhưng cùng lúc đó, Di Sao lên tiếng đáp trả, cậu ghen tị à, Oh Jon Chin. Cậu đang ghen tị vì mọi người chỉ nói chuyện với tôi thôi chứ gì. Câu nói này đánh trúng vào tim đen khiến Jon Chin vừa bối rối vừa xấu hổ. Tôi có nghĩ như vậy bao giờ đâu. Di Sao liền cười nói, Jon Chin, Đây chỉ là buổi ăn cơm bình thường giữa chúng ta thôi mà, cần gì phải nóng vội luôn đâu nhỉ? Mình nói chuyện riêng chút đi, tôi cũng có nhiều điều muốn nói lắm đây, thật ra thì như vậy có khi lại hay hơn. Mà này, John Chin, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 26, thưa anh, vậy là cậu trẻ hơn tôi 6 tuổi lận à? Đúng là tuổi trẻ có khác. Lúc này, Giselle có hơi hổ thẹn, lấy tuổi ra chèn ép người khác hơi hèn thật, nhưng ai bảo cậu ta khiêu khích trước làm gì? Vậy thì, chúng ta ăn thôi nhé, hậu bối, nào để tôi gắp thịt cho cậu. Sau bữa trưa, buổi định hướng chính thức bắt đầu, các bài giảng của đội ngũ quản lý tiếp nối nhau. Sau buổi học, những người nhà xa đã được bố trí vào các ký túc xá riêng của các cầu thủ, Giselle cũng phải kinh ngạc, được hơn tưởng tượng của mình luôn đó chứ. Trong khi ký túc xá ở giải độc lập Mỹ hồi đó cứ bị đạn bắn xuyên qua suốt, bỗng, cánh cửa phòng mở ra, Deod bước vào, xin chào. Giselle hỏi, anh là Go Deod phải không? À vâng, còn cậu là Kim Giselle nhỉ? Vâng, có vẻ như chúng ta sẽ ở chung phòng hôm nay rồi. Rất mong được giúp đỡ, Deod ngại ngùng nói. Ngay sau đó, Giselle thầm nghĩ, người cao tuổi nhất trong số các tân binh mới vào, lớn hơn mình 1 tuổi nhưng đã lập gia đình và có một cô con gái, trông trưởng thành hơn hẳn luôn. Với người trưởng thành như này, thật không biết phải cư xử thế nào. Bỗng, tiếng điện thoại Deod vang lên, Mina-san, konnichiwa, cảm ơn các bạn đã đến xem tôi ngày hôm nay. Hôm nay cùng nhau vui vẻ thôi nào, khiến Deod giật thót tim, cái này sao lại phát tiếng vậy? Deod vô cùng lo lắng, xin hỏi, cậu có nghe thấy gì không? Giselle hơi ngờ ngợ chưa biết nên trả lời thế nào, nhưng thực chất là nghe rõ mồn một luôn. Trong khi đó, Deod không khỏi lo lắng phải làm sao bây giờ, lại gặp đúng người từng là cầu thủ nữa. Chẳng phải mấy người tập thể thao cực kỳ ghét mấy thứ như anime Nhật sao, thì cứ cho là vậy đi, nhưng nếu tin đồn lan ra trong công ty thì... Nhìn thấy cơ thể anh ta đang run lên vì sợ hãi, Giselle bỗng nghĩ, trước đây anh ta từng bị vậy rồi à? Rồi Giselle lên tiếng nói, đó là nữ pháp sư Yuji-chan đúng không? Hả? Giselle làm sao cậu biết Yuji-chan? Lúc tự giới thiệu tôi đã nói rồi mà, tôi đã chơi vài năm ở giải đấu độc lập Nhật Bản rồi đó. Trong số đồng đội của tôi có người thích anime, song tôi cũng được xem ké vài lần, thấy khá thú vị mà. Deod nghe thế liền vui mừng, thật sao? Anh ta cười nói, thì ra là vậy, không ngờ Giselle cũng xem Yuji-chan rồi. Thấy tình hình thế này, Giselle tự hỏi, chắc là ổn rồi nhỉ? Sáng ngày hôm sau, Giselle lon ton chạy đến nhà ăn, chết thật, nay kết thúc buổi tập sáng xong muộn quá, không biết còn đồ ăn không nhỉ? Nhìn thấy mấy khay đựng, Giselle liền thở dài, hết sạch luôn. Chịu thôi, dùng tạm cái này vậy. Bỗng, giọng Deod gọi, Giselle, ở đây này. Tôi có lấy phần ăn trước cho cậu rồi, lại đây ăn đi. À, thật là, cảm ơn anh, có gì đâu mà cảm ơn. Tôi thấy cậu tập thể dục buổi sáng nên đoán trước không về ngay được rồi, thế nên tôi nhận giúp một phần luôn. Giselle hơi ngại bảo, anh không cần phải làm thế đâu. Deod vui vẻ cười đáp, không được bỏ bữa đâu nhé. Chút nữa đến Jeju là sẽ bận rộn chạy đôn chạy đáo suốt đấy, ăn đi cho có sức. Mà này, Giselle à, thực ra cậu chưa từng xem nữ pháp sư Yuji-chan đúng không? Giselle liền ngạc nhiên, sao anh ta biết? Tối qua tôi suy nghĩ kỹ lại, Yuji-chan là phim mới ra năm nay, không thể nào cậu đã xem nó 8 năm trước ở Nhật được. À... tôi không có ý trách cậu vì nói dối đâu. Chắc vì tôi ngượng quá nên cậu mới nói đỡ cho tôi đúng không? Tinh ý quá trời, cảm ơn cậu nhé. Sau đó, Giselle mới hiểu, hóa ra do vậy mà anh ấy nhận phần ăn sáng giúp mình. À mà này, Deod, nói thoải mái đi, gì mà xa lạ thế? À vâng, anh Deod. Sao anh biết tôi đã ở Nhật cách đây 8 năm thế? Tôi chưa nhắc đến thời gian lần nào mà. Deod nghe thế bèn đáp, tôi chưa nói với cậu à? Nhìn thế này thôi nhưng tôi đã hoạt động gần 10 năm ở Baseball Finder rồi đó. Baseball Finder được xếp vào một trong 3 trang web thống kê bóng chày hàng đầu nước Mỹ cùng với Baseball Jefferson và FanGraphs. Dữ liệu đánh giá cầu thủ của trang web này thậm chí còn được dùng để xác định mức lương cho các cầu thủ trong đội tuyển chính quy. Giselle khen ngợi, xịn thế. Deod ngại ngùng nói, không đâu, tôi chỉ là người hay để lại bình luận tiêu cực dưới các bài viết phân tích của người khác thôi. Nên sao mà không biết chuyện, chỉ cần gõ tên cậu vào là ra hết thông tin chứ. Giselle nghe thế vội hỏi, vậy anh có biết? Cậu đang hỏi tôi có biết về sự nghiệp của cậu ở Trung Quốc không à? Tôi có biết. Nhưng, thấy cậu không nhắc đến thì chắc cũng có lý do riêng nên tôi cũng im lặng thôi. Và tôi nghĩ đó là lựa chọn không tồi, trong làng bóng chày vẫn còn thói quen xấu là phân cấp và khinh thường người khác vì những chuyện như thế. Nhưng tôi mong cậu đừng quá xấu hổ về những trải nghiệm ở Trung Quốc của mình, những điều như văn hóa và tiềm năng phát triển ở các giải đấu khác sẽ rất cần thiết nếu cậu muốn làm việc trong bộ phận điều hành đội bóng. Nghe những lời chia sẻ đầy chân thành này, Giselle thở phào nhẹ nhõm, ban đầu cứ nghĩ mình sẽ là động lực tốt cho anh Deod, nhưng hóa ra anh ấy cũng sẽ là một động lực tốt cho mình. Deod vẫn kiên quyết hỏi cho ra lẽ, nhưng sao cậu biết tôi đang xem Yuji-chan hay thế? Thật ra cậu có xem anime rồi đúng không? Trong khi đó, Giselle nghĩ thầm, tuy là nó cứ là lạ thế nào ấy. Buổi chiều sau khi đến Jeju, việc chuẩn bị cho trại huấn luyện mùa xuân đã chính thức bắt đầu, những người được phân vào sân vận động ở Jeju như chúng tôi. đã được rèn rũa kỹ càng đúng như lời anh Deot nói. Vác hành lý suốt ngày, rồi dùng cào để làm phẳng mặt sân. Và sau khi hoàn thành việc lắp đặt các tấm băng rôn cổ vũ cho các cầu thủ, công việc của ngày hôm nay mới chính thức kết thúc. Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, công việc ngày mai sẽ bắt đầu vào 6 giờ sáng, mong mọi người lưu ý. Và sổ tay hướng dẫn về trại huấn luyện lần này ở đằng kia, khi ra về nhớ lấy một cuốn để tham khảo cho công việc nhé. Vất vả rồi, những ai đã chuẩn bị xong thì lên xe buýt nhé. Nhưng Deot phát hiện ra điều gì đó. Giselle ở bên cạnh thấy thế liền hỏi, anh Deot, có chuyện gì vậy? Danh sách đội 2 có gì đó không đúng lắm. Xem này, Jiu Chang Ho có tên trong danh sách đội 2. Chang Ho sao? Đúng vậy. Cầu thủ đánh số 4 của Canon, một cầu thủ năm tốt hẳn hoi đấy. Tôi đã thực sự được gặp cầu thủ Jiu Chang Ho, người mà đó giờ chỉ được nghe danh khi các cầu thủ đội 2 đến tham gia trại huấn luyện vào ngày hôm sau. Thông thường, cảm xúc mà các cầu thủ cảm thấy khi vừa gia nhập đội 2 đều giống nhau. Thất vọng vì không thể tham gia đội 1, lo lắng không biết liệu mình có thể làm tốt được không, và điều mà chúng tôi có thể làm cho những cầu thủ đó là cổ vũ và động viên họ hết sức có thể. Canon cố lên, KH Canon cố lên, mọi người cố lên, để các cầu thủ có thể bắt đầu luyện tập với tâm trạng tốt. Cảm ơn các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ngày đầu tiên này quan trọng chính vì thế. Đó là những gì được viết trong sổ tay hướng dẫn, Giselle mỉm cười nghĩ thầm, đây là vai trò của bộ phận điều hành sao. Dù không lộ diện, nhưng vai trò sẽ là giúp các cầu thủ duy trì phong độ tốt nhất. Bỗng, Giselle phát hiện ra gì đó. Có chuyện gì bên kia vậy? Nhân vật chính của hôm nay chứ còn chuyện gì nữa. Tất cả mọi người ở đây đều đang chờ người đó mà. Jiu Chang Ho, cầu thủ số 4, niềm hy vọng của đội lại rơi xuống đội 2. Sang đến ngày hôm sau, tại trại huấn luyện xuân đội 2 của Canon đã bắt đầu, cùng với nó là những tiếng hô vang của các cầu thủ, rất mong được giúp đỡ. To lên chút nữa kiểu này thì sao vào được đội 1 đây, tốt thêm 2 vòng nữa. Trong khi các cầu thủ khởi động bằng bài tập phòng thủ nhẹ, chúng tôi cũng bắt đầu công việc hỗ trợ huấn luyện. Mặc dù chỉ là lao động chân tay đơn giản thôi, nhưng không ai cũng có vẻ khó chịu lắm nhỉ. Có lẽ là vì, trong lúc sắp xếp đồ Giselle mới nghe thấy một cuộc nói chuyện của vài người trong đội bóng. Thấy không, ý anh là cầu thủ Chang Ho đó hả? Tôi thấy cậu ấy hoàn toàn khác so với những cầu thủ khác luôn đó. Thân hình hoàn hảo cứ như đang nhìn một ngôi sao ở đội tuyển chính quy vậy. Nghe nói các tuyển trạch viên của họ đã bắt đầu tìm đến rồi thì phải. Được biết cầu thủ Chang Ho từ khi gia nhập Canon 4 năm trước với tư cách là tân binh vừa tốt nghiệp trung học, đã thực sự tạo nên một sự nghiệp xuất sắc với vai trò là một cầu thủ cán cánh ngoài. Cậu ấy đã đạt được danh hiệu tân binh xuất sắc với 30 cú hom dân và 30 lần thành công cướp gôn. Đến năm tiếp theo lại đạt kỷ lục 40 cú hom dân và 40 lần thành công cướp gôn để giành MVP của mùa giải. Kể từ đó trở đi năm nào cậu ấy cũng đạt thành tích áp đảo vào là niềm hy vọng duy nhất của Canon, nên người hâm mộ tin chắc rằng cầu thủ này sẽ vào đội tuyển chính quy cũng là lẽ đương nhiên. Vậy sao cầu thủ Chang Ho lại tham gia trại huấn luyện đội 2? Trợ lý nữ bèn cho rằng, chuyện đó tôi cũng đã thử tìm hiểu qua các bài báo rồi, nhưng lại là không có bài viết nào liên quan cả. Nghe nói cậu ấy có mâu thuẫn với huấn luyện viên mới thì phải ấy. Giselle nghe một hồi thì hoài nghi, có điểm gì đó không đúng. Một siêu sao của đội lại tham gia trại huấn luyện đội 2 mà không hề có lời nào từ câu lạc bộ. Đúng lúc này John Chin đi đến giải bày, không cần phải lo chuyện đó đâu. Đây chỉ là thủ tục hình thức thôi. Lời từ cậu ta nói ra khiến cho hai người họ cảm thấy khá khó hiểu. Thủ tục hình thức sao? Tức là không có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Mọi người có nhớ không? Lúc tập trung ở ngày đầu tiên, quản lý đã phải vội vàng ra ngoài. À đúng rồi, khi đó John Chin nói là đi ký hợp đồng với cầu thủ Chang Ho. Nghe nói Chang Ho là người ký hợp đồng cuối cùng trong số các cầu thủ KH, nên cậu ấy đã không thể tham gia bài kiểm tra thể lực diễn ra ngay trước trại huấn luyện xuân. Không tham gia kiểm tra thể lực nên bị gửi xuống đội 2 à? Đúng vậy. Thực ra với Chang Ho thì bài kiểm tra thể lực chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu không tham gia thì sao có thể lọt vào danh sách đội 1 được, nên chỉ còn cách hạ xuống đội 2 thôi. Nếu công bố chuyện này ra ngoài luôn thì sẽ gây ồn ào từ nhiều phía lắm, câu lạc bộ cũng đã có biện pháp xử lý rồi. Đối với đội thì đây là điều may mắn nhưng tiếc quá ấy chứ. Chuyện này khiến cho cậu ấy vô cùng bất mãn, nói thế này hơi nặng lời, nhưng nếu cầu thủ Chang Ho thực sự rơi vào khủng hoảng phong độ, thì đây sẽ là cơ hội để tạo dấu ấn bằng cách giúp cậu ấy tìm ra hướng thoát khỏi nó mà. Nói vậy thì người được lợi nhất là John Chin rồi đúng không? Vừa nghe cậu gọi Chang Ho là tôi đã biết rồi, hai người có gì đó với nhau đúng không? Cậu nói gì vậy? Anh ta sau khi bị trêu chọc thì ra sức giải thích, tôi và Chang Ho chỉ gặp nhau 1-2 lần khi còn học trung học thôi, sau đó thỉnh thoảng mới chào hỏi nhau nữa, đừng vậy chứ tạo điều kiện cho chúng tôi làm quen với đi, chúng tôi cũng muốn chào hỏi mà. Tuy nhiên anh ấy lại cười chừng, không biết tôi có rảnh không nữa đây. Vào lúc này Giselle lại thầm suy tư, sao tự dưng lại để ý đến chuyện đó chứ? Chuyển đến nhà của Giselle, anh bèn hỏi Deot, John Chin đã nói thế à? Anh ấy mới thừa nhận rằng, cũng không phải là không hiểu được, với người như gã đó thì cậu chính là chướng ngại lớn nhất đấy. Nhưng Giselle vẫn thắc mắc, anh muốn nói tôi là đối thủ cạnh tranh sao? Đúng vậy, sau trại huấn luyện chỉ có khoảng 2-3 người sẽ được đề nghị làm việc chính thức thôi. Những người không phải cựu cầu thủ dĩ nhiên phải căng rồi, chứ cậu thì căng nỗi gì? bây giờ là phải xem làm gì để nổi bật hơn ấy. Đột nhiên tâm trạng của Deot trở nên nghiêm túc nói, Di Sao cậu không thấy khó chịu à, công việc của chúng ta chẳng qua chỉ là hỗ trợ bóng chày, rồi mang cơm hộp phải làm gì để thể hiện được rằng mình giỏi đây. Trái ngược với anh ấy Di Sao lại lạc quan bảo, nào đừng lo chạy huấn luyện mới bắt đầu được mấy ngày thôi mà, rồi mọi việc sẽ tự khắc đâu vào đấy ngay, thật sao? Di Sao mỉm cười đầy tự tin trấn an, chắc chắn mà, vài ngày sau dự đoán của Di Sao đã trở thành hiện thực. Tại buổi huấn luyện quản lý của đội bóng cũng đã đưa ra vài sự thay đổi, mọi người chú ý chút nhé. Cô lên tiếng tra hỏi, có ai có kinh nghiệm chỉnh video không? Sau vài phút do dự cũng đã có một nam sinh đứng ra ứng tuyển, câu lạc bộ bắt đầu giao những công việc phù hợp với khả năng của các trợ lý huấn luyện. Anh Deot, anh biết sử dụng thiết bị phân tích dữ liệu không? Biết tôi có thể cài đặt thiết bị khởi động và phân tích dữ liệu. Đồng thời lúc này có người đi đến hỏi John Chin, anh biết ném bóng tập chứ? Tôi biết thưa huấn luyện viên. Trong lúc đang dinh đồ đặc thì Giselle vô tình nghe được một thông báo, được hôm nay chúng ta xem thử cựu át chủ bài của Nam John 2 thế nào nhé. Vậy mà anh ta còn quay sang nhìn Giselle với vẻ mặt đầy khinh thường, cảm ơn huấn luyện viên đã cho tôi cơ hội, tôi đã đi trước anh một bước rồi này. Thấy vẻ mặt đắc ý của anh ta Giselle khá cay cú nhưng lại không làm gì được hơn, thằng nhóc này cũng khá đầy chứ. Thấy anh cứ mãi đứng đấy nên huấn luyện viên đã lên tiếng chỉ trích, này đang làm gì đấy, mau mang hộp bóng đến đây đi chứ. Vâng tôi đến ngay đây, chết tiệt không có thời gian để ghen tức nữa rồi. Vào lúc này John Chin lại tỏ vẻ ta đây, trong đội bóng chày thì kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp là tất cả. Hãy nhìn tôi ném bóng này, thế nào là Giselle cũng phải cúi đầu ngoan ngoãn trước mặt mình thôi. Tất nhiên trước hết phải ghi ấn tượng với huấn luyện viên đã. Thế là anh ta cũng tung ra cú ném cháy phá về đối phương. John Chin sau khi ném thì mừng rỡ, đã ghê tự dưng nhớ thời còn thi đấu quá ta. Bỗng dưng huấn luyện viên đi đến chất vấn anh ta, sao ném bóng tập mà lại ném hết sức thế hả? Nhẹ thôi chứ đừng có dùng hết lực như thế. Vài phút sau John Chin quyết định thực hiện lại cú ném nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Nhưng cú ném này lại một lần nữa bị huấn luyện viên bác tháo quát. Này John Chin cái này là bóng di giang rồi mà. John Chin cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu đang ném bóng tập mà. Một hồi sau anh ta đã khiến cho huấn luyện viên phải tức giận. Nghĩ xem nào bóng này ném ra để cầu thủ đánh vào luyện tập mà. Vậy phải thế nào đây? Phải ném nhẹ nhàng chứ. Nhẹ thôi. John Chin giờ đây dần rơi vào tuyệt vọng. Từ đó đến giờ mình chỉ nghĩ đến cách ném bóng để cầu thủ không thể đánh được. Thế thì bóng để đánh được là loại gì chứ? Sau một hồi thì huấn luyện viên trưởng cũng đưa ra mệnh lệnh. Này huấn luyện viên bác cho cậu ta xuống đi. Chẳng biết ném cả bóng tập thì làm ăn được gì. Xem thử trong đám trợ lý huấn luyện viên còn ai biết ném bóng tập không, có thì gọi ra đi. Đến đây ông ấy suy tính trong đầu, chết thật chỉ có mỗi John Chin là cựu cầu thủ chuyên nghiệp thôi mà, không có ai dùng được sao. Và rồi ông ấy cũng đành gọi đại một người trong đội, này cậu kia nghe nói cậu là át chủ bài của Đại học Sung Chin mà, qua đây ném thử một quả xem. Nhưng cậu ta lại cố tình né tránh, cả cựu cầu thủ chuyên nghiệp John Chin cũng mất hết mặt mũi rồi, mình khá hơn được gì đâu chứ. Huấn luyện viên Bắc ra sức gọi những người khác, này cậu là cựu vận động viên ném bóng trung học mà, mặc dù thế nhưng tất cả đều né tránh lời gọi mời của ông. Trong lúc thất vọng nhất thì ông ấy vô tình nghe được giọng một người gọi mình. Thì ra người đến chính là Giselle, tôi có thể thử được không? Huấn luyện viên tôi có thể thử một lần không? Giselle tự tin bảo với huấn luyện viên Bắc, tôi từng thường xuyên ném bóng trong các buổi tập hồi ở đội cũ, nếu được cho cơ hội tôi muốn thử ném một lần. Nhưng ông ấy lại hoài nghi về năng lực của anh, thằng nhóc này không phải xuất thân từ chuyên nghiệp, mà chỉ là một đứa lang thang ở giải đấu độc lập nào đó. Nghe nói còn bị loại khỏi đội ở Trung Quốc, mà lại không biết lúc nào nên xen vào. Nhưng đã thế này rồi thì mình cũng không thể đích thân ném bóng được, được thử đi xem nào. Giselle mừng rỡ đáp, cảm ơn huấn luyện viên vậy thì. Tôi có thể xem bảng kế hoạch tập luyện của các cầu thủ hôm nay được không? Huấn luyện viên nghe thế thì thắc mắc, cậu muốn xem cái gì? Thế là anh mới giải thích, ở KH mọi người gọi đó là bảng kiểm tra điểm mạnh yếu đúng không? Hay là danh sách kiểm tra tập luyện, mỗi đội gọi một cách khác nhau nên tôi cũng không rõ. Dù sao thì tôi muốn xem danh sách ghi các hạng mục luyện tập của các cầu thủ hôm nay, cuối cùng thì huấn luyện viên cũng chịu đồng ý. Chúng tôi cũng gọi đó là bảng kế hoạch tập luyện. Bỗng dưng ông ấy lại kiêu ngạo tra hỏi, nhưng cậu xem nó làm gì, muốn ném bóng theo kế hoạch tập luyện của cầu thủ à? Mặc dù vậy Giselle vẫn kiên định, không phải nên thế sao? Nếu chỉ là buổi tập ném bóng trước trận, thì chỉ cần giúp cầu thủ chỉnh cảm giác đánh bóng là được. Nhưng hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn tập huấn mùa xuân. Mỗi cầu thủ có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau và cách áp dụng và luyện tập cũng khác. Phải biết rõ thì tôi mới ném đúng bóng để hỗ trợ được chứ. Thấy thái độ chuyên nghiệp của Giselle đến huấn luyện viên còn thán phục. Thằng này có vẻ nghiên cứu kỹ lý thuyết đấy. Thế là ông ấy cũng đã quyết định cho anh thử một lần. Đừng nghĩ nhiều, hôm nay chỉ cần ném bóng sao cho các cầu thủ đánh thoải mái là được. Nhưng trước khi thực hiện anh bèn quay sang hỏi, giống như buổi tập trước trận đấu à, đúng rồi kiểu vậy đấy. Tuy nhiên ông ấy vẫn không tin vào năng lực của Giselle. Nói thì hay lắm nhưng vẫn chưa biết được đâu, còn đứng đó làm gì. Nếu hiểu rồi thì mau qua ném bóng đi. Ông ấy liên tục thầm nghĩ, thằng nhóc này không có gốc gác rõ ràng, nhưng ít ra nó cũng có ý chí cố gắng đấy. Giselle bèn bảo, Nếu sẵn sàng rồi thì tôi bắt đầu ném nhé. Trước cú ném của anh, huấn luyện viên Bắc vẫn kiêu ngạo, có lẽ dạy bảo nó một chút cũng không tệ đâu nhỉ. Cuối cùng thì cú ném của Giselle cũng đã được thực hiện. Cú ném của anh khiến cho mọi người rất thỏa mãn, bóng bay qua hàng rào rồi, ném tốt ghê. Hôm nay cảm giác đánh bóng của Chun Ho tốt đấy. Này Chun Ho, cậu tính đánh một mình luôn à? Hôm nay sao cảm giác bóng tốt vậy? Cậu ta là Giselle đúng không? Đến đây Giselle mới ngỏ ý với huấn luyện viên, tôi sẽ ném thêm lần nữa nhé. Lúc bấy giờ huấn luyện viên Bắc mới nhận ra năng lực siêu việt của anh, thằng nhóc này khá đó chứ, kiểm soát bóng rất tinh tế. Chưa được xem bảng kế hoạch tập luyện mà đã nắm bắt được đường bóng yêu thích của các cầu thủ rồi, thế này thì các tay đánh bóng sẽ nghĩ rằng hôm nay cảm giác đánh bóng của mình tốt dữ vậy, lẽ nào đã bắt đầu có thành quả luyện tập rồi, như này thì có thể cạnh tranh xuất lên đội một được đấy. Quả nhiên năng lực của Giselle cũng được huấn luyện viên trưởng chú ý đến. Này huấn luyện viên Bắc, tên nhóc đó là ai thế? Ông ấy liền tiết lộ, đó là một chàng trai tên Giselle, ném cho khoảng 10 người rồi thì phải, này anh phụ trách. Sau những cú ném của Giselle đồng loạt các cầu thủ đi đến ngỏ ý, ngày mai anh vẫn sẽ ném bóng cho tụi em chứ, nếu được anh có thể ném thêm cho tôi thêm 5 quả nữa so với hôm nay không? Tôi nữa Giselle đúng không, ném cho tôi thêm 10 quả nữa đi, tiền bối nói là thích máy đánh bóng cơ mà. Giselle thầm mừng, hóa ra việc làm ở nhiều đội không có cầu thủ ném bóng lại giúp được ở đây, bình tĩnh nào mọi người. Nếu ném cho người này mà không ném cho người kia thì không công bằng lắm nha, vậy hẹn mọi người ngày mai nhé. Thấy Giselle bị bao quanh bởi nhiều người thì có vài tiến bối lại nổi lòng ghen, gì vậy, hóa ra ném bóng là vị trí được trọng vọng thế này sao, chết tiệt, biết vậy thì mình cũng cố ném một lần rồi. Đến đây Giselle mới cười khẩy, được đối xử thế này cảm giác không tệ chút nào. Đúng lúc này huấn luyện viên Bắc đi đến nói, cậu là Giselle đúng không, vất vả cho cậu rồi. Xin lỗi vì tôi đã không nhận ra tài năng của cậu sớm hơn. Cả huấn luyện viên trưởng cũng rất thích cách cậu ném bóng, ông ấy nói lâu lắm rồi mới có một buổi tập đúng nghĩa như vậy. Nói xong ông ấy bèn đưa cho anh một bảng danh sách, vì vậy cậu cầm cái này đi. Đây là bảng kế hoạch tập luyện của cầu thủ. Đây là của hôm nay tham khảo thôi nhé, từ ngày mai hãy đến phòng huấn luyện viên để nhận bảng từ tôi. Nghe vậy Giselle thắc mắc, tôi nghe nói trợ lý huấn luyện không được vào vì lý do bảo mật, đúng vậy nhưng cậu thì khác. Đây là chỉ thị của huấn luyện viên trưởng, ai dám cãi chứ. Dường như ông ấy đã thay đổi cách nhìn về anh. Tối hôm đó tại căn chung cư của Giselle, lúc này anh đang phải dùng những miếng dán giảm đau lên cánh tay của mình, giờ thì đỡ rồi. Ngày xưa ném hơn 100 quả bóng cũng chẳng hề gì, giờ mới ném chút bóng tập mà đã mỏi vai thế này rồi. Cơ khớp bắt đầu đòi nghỉ hưu rồi đây, phải tập luyện lại thôi. Giselle chợt lấy bảng kế hoạch ra xem, nhưng mà bảng kế hoạch tập luyện, ông huấn luyện viên đó nhìn vậy mà kỹ tính quá nhỉ. Khuôn mặt thì như muốn gục vì mệt mỏi, lúc nào cũng la hét bắt dọn bóng nên mình cứ tưởng ông ấy chỉ làm qua loa thôi. Nhưng hóa ra ai cũng đang làm việc hết sức ở những nơi không ai thấy. Ngay lúc này Deot từ bên ngoài hớt hải chạy vào, này Giselle. Thấy anh ấy vội vã như vậy nên anh bèn hỏi thăm, dạo này anh về trễ quá nhỉ, nghe nói hôm nay cậu vừa làm được một việc lớn hả? Mấy anh chị ở đội phân tích nói thế mà, họ bảo hôm nay cậu ném bóng rất tốt, khiến cả huấn luyện viên trưởng cũng hài lòng. Tôi làm việc khác nên cũng thấy hơi áy náy, giờ thì an tâm rồi. Nếu mọi chuyện suôn sẻ biết đâu cả hai chúng ta sẽ được đề nghị làm chính thức luôn không chừng, nghe ổn áp đấy nhỉ, một người xuất thân từ cầu thủ một người thì không. Vẻ mặt của Deot phấn khích nên khiến cho Giselle tò mò, anh vừa có chuyện vui gì à? Anh ấy khẽ ngượng ngạo cười, rõ vậy à, tôi đang cố giấu đấy, đúng là một con người dễ đoán. Thật ra hôm qua tôi đã đề xuất một cách giúp một cầu thủ vượt qua khủng hoảng, và hôm nay đã được trưởng nhóm phê duyệt rồi. Ngày mai đội sẽ chính thức đề xuất với cầu thủ đó, nếu cậu ấy đồng ý chúng tôi sẽ tiến hành theo kế hoạch huấn luyện. Điều Deot nói làm cho Giselle rất mừng cho anh ấy, tuyệt vậy sao, anh cũng được thành tựu không nhỏ đây mà. Nhưng anh ấy bèn quay sang hỏi, mà cậu có biết cầu thủ đó là ai không, nghe xong coi chừng hú hồn đấy, là ai vậy? Thế là Deot mới tiết lộ rằng, cầu thủ Chang Ho. Vừa nghe qua cái tên Giselle đã rất kinh ngạc đến ngây người. Deot mỉm cười với Giselle, siêu sao hàng đầu của Canon, Chang Ho. Tất nhiên trưởng nhóm không nói rõ đó là ai, nhưng trong Canon chỉ có một người lập được những kỷ lục như thế thôi. Có lẽ từ nửa sau mùa trước Chang Ho đã bắt đầu mất cân bằng trong kỹ thuật đánh bóng. Nghe nói xong Giselle bèn hỏi, anh nhận ra được điều đó sao? Hắn đáp, dạo này công nghệ phân tích tốt lắm, chỉ cần vài cú nhấp chuột là thấy ngay thôi. Dù sao thì có vẻ Chang Ho cũng đã có nỗ lực điều chỉnh, có dấu hiệu cho thấy cầu thủ này cố gắng thay đổi tư thế đánh bóng, và dữ liệu cũng cho thấy cậu ấy đã cố chỉnh lại thời gian đánh bóng. Nếu chuyện này xảy ra từ đầu mùa giải thì có lẽ đã khắc phục được rồi, nhưng tiếc là mùa giải lại kết thúc đúng lúc cậu ấy đang gặp khó khăn. Trong suốt thời gian nghỉ giữa mùa thì Chang Ho đã thử nhiều cách để khắc phục và mất cân bằng hoàn toàn. Có những cầu thủ như thế đấy, khi bóng chảy không suôn sẻ, họ chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng chảy, như cuồng bóng chảy vậy. Giselle thầm nghĩ, vậy là những lời đồn về việc cậu ta sẽ sớm trở lại đội một chỉ toàn là tin nhảm nhí. Rồi anh hỏi, nhưng làm sao anh tìm ra được cách khắc phục cho Chang Ho thế? Vì cũng đã có nhiều người đưa ra lời khuyên cho cậu ấy rồi, Anh đã phát hiện ra điều mà những người khác không tìm thấy à? Deot bèn giải thích, cũng không phải là điều gì quá lớn lao, bất cứ ai làm phân tích chiến lược đều có thể tìm ra cách khắc phục này hết, chỉ là tôi đã xem đúng dữ liệu cần thiết thôi. Nói đơn giản thì thay vì chú ý đến góc bóng, hãy tập trung vào exit velocity để tạo ra nhiều cú đánh mạnh hơn thông qua ghi nhớ cơ bắp. Giselle nghe nhưng chẳng hiểu, exit gì cơ, hắn dựng ngang, để tôi giải thích lại. Quay trở về căn nhà, Giselle ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ quá đi, hôm qua làm việc quá sức rồi. Anh nhớ lại lúc mình hỏi Deot phải làm sao để khiến exit velocity này khả thi, hắn ta bị hỏi đến ngu người. Giselle à thôi đi nào, lúc này anh lại có một suy nghĩ, chẳng lẽ lại thức trắng đêm để hỏi anh Deot về exit velocity à? Bóng chày khoa học hiện đại không đơn giản như tưởng tượng, mình từng nghĩ đó chỉ là mấy trò chơi số học xa rời bóng chày thực thụ, nhưng đội phân tích chiến lược lại làm điều này mỗi ngày, nể thật chứ. Liệu các cầu thủ trẻ nghe xong có hiểu ngay được những điều phức tạp này không nhỉ? Anh đi tới ký túc xá đội phát triển, phòng học và phòng huấn luyện, vừa hay nghe được đoạn hội thoại, cậu hiểu ý tôi chứ? Trước đây cậu đã chú ý đến đánh bóng đúng không? Từ hôm nay hãy tập trung vào exit velocity của bóng đi. Giselle càng thêm tò mò, exit velocity à? Hôm qua anh Deot cũng có nói về nó. Nếu đó là giải pháp mà anh Deot đề xuất cho cầu thủ, thì đó là Trang Ho à? Ở bên trong phòng huấn luyện, anh nhận tấm bảng, đây là bảng kế hoạch luyện tập, hôm nay có thêm 2 người nữa. 2 người này vừa bị rớt khỏi đội một hôm kia, chắc chắn họ đang khá chán nản đấy, nhớ làm sao cho họ có thể đánh bóng một cách thoải mái nhé. Danh sách cầu thủ đội 2 gồm có Ma Cho Du, Park Jung Ho, Lee Se Huk. Anh vội gọi ông Park lại, huấn luyện viên, tôi có một thắc mắc, ông ta đáp, gì vậy? Anh hỏi rằng, Trang Ho đang tập luyện ở đâu, tôi chỉ gặp cậu ấy đúng trong ngày đầu tiên, sau đó không thấy đâu nữa, chắc không nên nói rằng vừa mới gặp luôn đâu nhỉ. Ông Park nói rằng thằng nhóc đó vốn là kẻ ngoài lề, không biết sao nó lại chọn bóng chày nữa, đúng ra nên chọn mấy môn như marathon mới đúng. Ông ta nói say xưa, thông thường tôi sẽ ép nó tham gia luyện tập nhóm, nhưng khi đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng thế này thì cứ coi như cậu chưa nghe thấy gì đi. Trang Ho nhìn thì mạnh mẽ đấy, nhưng thực ra khá nhạy cảm, nếu mọi người cứ bàn tán về việc cậu ta đang gặp khó khăn, mọi chuyện có thể kéo dài hơn. Dù sao tôi đoán sớm muộn gì cũng sẽ có bài báo về việc này, nhưng phải cố ngăn chặn hết mức có thể. Trang Ho phải tự mình tìm ra giải pháp sớm thì hơn. Lúc này Giselle đang rửa tay. Anh tự nhủ, giải pháp à, đã là vấn đề của bản thân thì sao tự tìm được. Phải cần tới sự giúp đỡ từ những người xung quanh chứ. Trang Ho cũng không ngoại lệ, vừa nghĩ tới thì cậu ta vừa xuất hiện. Không biết cậu ấy có thấy mình đi ngang qua không nhỉ? Làm như không quen biết thì kỳ quá, mà chào hỏi thì lại ngại, vì cậu ấy quá nổi tiếng mà. Đang đắn đo ai ngờ cậu ta lại lên tiếng trước, tầng 4 không phải là khu vực cấm sao? Tôi nghe nói ngoài nhân viên câu lạc bộ bóng chày, không ai được phép lên tầng 4 mà. Nghe vậy Giselle có hơi căng thẳng, hóa ra cậu ta đã thấy mình rồi. Trang Ho lại hỏi, anh là phóng viên à, đến từ đâu? Tùy thuộc vào câu trả lời, câu lạc bộ có thể sẽ có biện pháp xử lý riêng cho anh vội xua tay, hình như cậu hiểu nhầm gì đó rồi, tôi là trợ lý huấn luyện của Canon. Cậu ta càng khó hiểu hơn, trợ lý huấn luyện cũng không được lên tầng 4 mà. Lúc này Giselle mới giải thích, đúng là thế nhưng, tôi vừa được giao nhiệm vụ ném bóng tập luyện từ hôm nay, nên tôi lên đây để nhận bảng kế hoạch tập từ huấn luyện viên. Huấn luyện viên trưởng cũng đã đồng ý rồi. Trang Ho có vẻ ngạc nhiên, huấn luyện viên trưởng sao? Nói mới nhớ, hình như tôi có biết chuyện này rồi. Giselle im lặng nhưng lòng thầm mắng, nghi ngờ người ta như vậy mà không thèm xin lỗi luôn, đúng là mấy tay chơi bóng chày giỏi toàn thế này. Chợt cậu ta nói, anh từng là cầu thủ à? Anh không ngại mà thừa nhận luôn. Nghe xong cậu lại hỏi thêm, anh chơi bóng chày bao lâu rồi? Giselle đáp, cũng tầm 20 năm. Hỏi xong cậu ta bèn giải thích, tôi chỉ hỏi vì anh đã được huấn luyện viên trưởng công nhận thôi. Rồi bỗng Trang Ho có vẻ nghiêm túc, khi rơi vào khủng hoảng, anh thường làm thế nào để vượt qua? Ý cậu là sao hả? Câu chuyện khi nãy vừa được kể lại cho Deot nghe, hắn sốt ruột cực kỳ, cậu bị gì thế? Sao không nói gì hết vậy? Bộ cậu định làm ca đêm của tôi trở nên chán ngắt hơn à? Lúc này Giselle mới trả lời, sau đó tôi không nói thêm gì nhiều nữa, tôi chỉ nói rằng nếu không biết thì hãy thành thật là không biết, điều đó sẽ có ích hơn. Hắn càng ngạc nhiên, cậu nói vậy là sao? Anh đáp, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, có vẻ như Trang Ho không hiểu gì về những gì mà đội phân tích chiến lược đã nói. Tôi đã được nghe anh Deot giải thích suốt đêm, nhưng Trang Ho thì không. Deot nói, thực ra không biết thì phải hỏi, nhưng liệu điều đó có giúp Trang Ho thoát khỏi khủng hoảng không? Tôi cũng không chắc. Giselle thắc mắc, tại sao? Hắn ta giải thích, bởi vì lúc dạy cậu hôm qua tôi cũng rút ra được vài điều. Ngày nay người ta hay ca tụng bóng chày dữ liệu nên tôi cứ nghĩ rằng các cầu thủ đã nắm vững những khái niệm cơ bản. Nhưng khi nói chuyện với cậu, tôi nhận ra không phải như vậy. Mấy cầu thủ hồi nhỏ thường chả học hành bao nhiêu mà. Từ nhỏ họ chỉ tập luyện nên chẳng mấy khi được học hành bài bản. Làm sao biết được mấy thứ đó chứ? Dù sao thì đội phân tích chiến lược cũng đã đề cập đến vấn đề này. Họ đang tìm cách để giải thích sao cho cầu thủ hiểu rõ rồi. Giselle đáp, tôi cũng đoán vậy. nên tôi đã bảo Trang Ho rằng nếu cậu không tìm ra câu trả lời thì hãy tìm tôi một lần nữa. Hắn ta ngạc nhiên, tìm cậu á? Cậu có kế hoạch gì rồi à? Anh chỉ đáp, sương sương. Trang Ho là kiểu người không giống ai, không biết cậu ấy có chịu nghe lời khuyên từ một trợ lý huấn luyện hay không nữa. Deod đột nhiên đổi thái độ. Di sếp, anh không hiểu hắn muốn nói gì. Deod kinh ngạc nhìn qua bên kia. Đây là Trang Ho đúng không? Quả thật là cậu ta đang đi tới. Di Sao chào hỏi, lại gặp nhau rồi Trang Ho, thế nhưng cậu ta lại đi thẳng vấn đề luôn. Chuyện là, tuy miệng anh cười nhưng lại đang thầm mắng, tên nhóc này, còn nhỏ mà cái mặt phách lối thế nhỉ. Trang Ho nói, trước đó anh đã nói với tôi rồi đúng không? Nếu không giải quyết được thì hãy quay lại tìm anh. Nên tôi đã đến rồi đây, hãy cho tôi biết đi, làm thế nào để vượt qua khủng hoảng tâm lý. Di Sao nghe vậy thì cười nhẹ, tất nhiên là tôi sẽ giải thích. Nhưng trước tiên chúng ta chuyển sang ghế sofa ở bên kia nhé. Anh Deod, cùng đi nào. Hắn không ngờ có cả mình đi theo. Cả Trang Ho cũng vậy, chờ chút, người này cũng đi cùng sao? Deod nói thêm, đúng đó, có tôi là Trang Ho sẽ không thoải mái nói chuyện lắm đâu. Di Sao bật cười, không, anh ấy cần phải ở đây, người sẽ giải thích về phương án vượt qua khủng hoảng của Trang Ho, không phải tôi, mà là trợ lý huấn luyện Deod. Hắn nghe vậy cực kỳ bất ngờ, gì cơ? Cậu nói vậy là sao? Tôi cần giải thích những gì? Cậu là người chơi chung với cậu ấy mà, cậu tự đi mà giải thích chứ. Thế nhưng Di Sao lại khẳng định, không, anh phải làm điều đó. Ý tưởng mà anh đề xuất chỉ cần giải thích chi tiết, cho Trang Ho là được. Deod ngẩn ngơ, chi tiết là sao cơ? Cũng giống như phân tích chiến lược thôi mà. Cuối cùng Trang Ho đành lên tiếng ngăn lại cuộc đấu tranh tư tưởng này. Chờ chút, cậu ta nhìn Deod, ý anh là người đàn ông này sẽ giải thích các biện pháp của đội phân tích chiến lược à? Di Sao lập tức sửa lại, không phải là người đàn ông mà là trợ lý huấn luyện Deod. Cậu ta cáu lên, anh đang đùa tôi đấy hả? Này Di Sao, tôi đã phải vật lộn với mấy người trong đội phân tích chiến lược cả ngày hôm nay rồi, và giờ anh bảo tôi phải ngồi nghe chuyện của đội phân tích chiến lược tiếp nữa sao? Thế rồi cậu quay phát đi, đủ rồi, vớ vẩn thật, đúng là chẳng kỳ vọng gì ở một tay ném bóng cho đội hai được. Tôi đi đánh bóng đây, hai người muốn nói gì cứ tự xử đi. Deod bàng hoàng, Di Sao à, bây giờ phải làm sao đây? Anh đang tự nhủ, muộn thế này rồi mà còn đòi đi vung gậy à, đúng là cầu thủ của đội chính quy có khác. Thằng nhóc này dễ thương ghê, nhưng mình sẽ không để mọi chuyện thế này đâu. Thế rồi anh gọi cậu lại, cậu Trang Ho. Cậu nghĩ bây giờ là lúc để ung dung đi đánh bóng sao? Cậu ta khó chịu ngoái lại, gì cơ? Ngày mai sẽ có một bài viết được đăng trên Sở Bát Han xong đấy. Nghe vậy cậu ta đứng hình, gì chứ? Là kẻ nào tiết lộ vậy? Sẽ có một bài viết về khủng hoảng tâm lý của mình sao? Di Sao bật cười, nghe hấp dẫn không? Từ ngày mai trở đi, xung quanh cậu sẽ trở nên rất náo nhiệt. Khi đã có bài viết từ Sở Bát Han xong, các phương tiện truyền thông khác sẽ không ngồi im đâu, rồi Internet sẽ làm ầm ĩ lên. Gì nữa nhỉ? Gần đây các cầu thủ bóng chày đã nghỉ hưu đều làm YouTuber phải không? Các đàn anh đó sẽ tìm đến như ong vỡ tổ và yêu cầu cậu nói một câu trên kênh của họ. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã mệt mỏi chết đi được. Nghe đến đây Trang Ho trở nên yếu thế mà hỏi, vậy anh muốn tôi làm gì? Anh vỗ vai cậu nói, chỉ cần bỏ ra 10 phút thôi. Chúng tôi không tệ như cậu nghĩ đâu. Cậu ta đáp, được rồi, chỉ 10 phút thôi nhé. Cậu thầm nghĩ, có vẻ như người này đã lan truyền thông tin của mình cho các phương tiện truyền thông, nếu không thì sao biết được sẽ có bài viết vào ngày mai. Cứ giả vờ lắng nghe đi, nếu có gì không ổn thì báo cáo lên cấp trên rồi cho hắn bấm nút biến luôn. Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé. Bọn họ đi tới một căn phòng. Deod bắt đầu nói, đừng tập trung vào góc độc của cú đánh, hãy chú ý đến exit velocity. Nên khi cầu thủ đánh bóng phải sử dụng thiết bị như Ho-Eye hoặc Trackman, là thiết bị thường dùng trong thể thao để theo dõi chuyển động của vật thể Ho-Eye là thiết bị tiên tiến hơn Trackman, có thể theo dõi chuyển động của bóng hoặc cầu thủ tốt hơn. Di Sao hoang mang tột độ, đó là cái quỷ gì vậy lão già ơi. Thế nhưng Trang Ho chỉ nói, tôi đã nghe những điều đó rồi. Hắn ta cười trừ, vậy sao? Trang Ho thầm nghĩ, những gì từ đội phân tích chiến lược trong nước chỉ tổ làm mình đau đầu, chả giúp ích gì cho bóng chảy hết. Nói gì mà toàn tiếng Anh, ai hiểu cho được, có hỏi thêm mình cũng chẳng biết gì đâu. Dù sao cũng chẳng kỳ vọng mấy rồi. Di Sao âm thầm quan sát cậu ta, rồi nói với Deod, anh Deod, tôi thấy thế này, tôi mà là một người chơi bóng chày vì không muốn học, nghe anh nói kiểu đó là tôi sẽ không thấm nổi vào đầu đâu. Trang Ho ngạc nhiên, người đã chơi bóng chày 20 năm mà không hiểu, đúng lúc này anh lại nói, phải dễ hiểu như cho học sinh tiểu học nghe chứ, dễ hiểu vào, nói cho tôi hiểu đi. Cậu ta cảm thấy được an ủi, vậy là không chỉ mình sao? Deod tiếp thu ý kiến, hiểu rồi, dễ dàng, exit velocity có thể khó dịch sang tiếng Hàn. Nói đơn giản thì exit velocity là, di xe bắt bẻ, tôi không biết nói tiếng Anh. Nói lại đi, hắn cố gắng giải thích, theo thống kê, nói cách nào thì anh cũng chặn họng, tôi không hiểu thống kê, nói lại đi. Deod nhẫn nại thêm tí nữa, vậy nên số thập phân, ai ngờ anh vẫn không chịu, tôi không biết toán học. Cuối cùng hắn không chịu nổi mà quát lên, này, tôi giải thích dễ hơn kiểu gì nữa đây, không dùng thuật ngữ chuyên môn thì khái niệm cơ bản sẽ bị loãng đấy. Giselle làm bộ quay đi, tôi có bảo muốn nghe tiếng Anh à, tôi chỉ muốn nghe giải thích dễ hiểu thôi, hắn nghe vậy còn tức hơn, dễ hiểu à, vậy túm cái quần lại là, chỉ cần đánh mạnh vào bóng thôi. Rồi hắn quay sang Trang Ho này, gần đây cậu đang bị căng thẳng và đánh bóng không tốt phải không, hãy tập bỏ tất cả đi, chỉ tập trung vào việc đánh mạnh thôi. Hắn lay mạnh Giselle, được chưa, dễ hiểu chưa, lọt tai hơn chưa. Thế những người trả lời lại là Trang Ho, vâng, dễ hiểu hơn lắm rồi. Cậu ta nói đầy nghiêm túc, tốc độ ra bóng là như thế đúng không, ngay từ đầu anh nói vậy luôn có phải tốt hơn không? Vậy anh à, cụ thể là em cần làm gì? Deot không khỏi ngạc nhiên, anh á. Hắn chợt nhận ra, đúng rồi, những cầu thủ không có kiến thức chuyên môn thì cần phải được giải thích đơn giản như vậy để hiểu. Thế nhưng hắn vẫn kinh ngạc, vậy là, Giselle, cậu yêu cầu tôi giải thích dễ hiểu, là để Trang Ho nắm rõ hơn sao? Lúc này Giselle chỉ cười nhẹ. Deot nhìn anh bằng con mắt khác, cậu ấy đang cố để Trang Ho hiểu lời mình nói à. Giselle thầm nghĩ, có lẽ anh Deot nói đúng, để những người cùng nghề nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn. Tính mình lại không kiên nhẫn cho lắm, nếu là anh rất có thể anh sẽ mắng cậu ta, đồ đần, vậy mà không hiểu nữa thì đi vun gậy luôn đi. Nếu nhân cơ hội này, Trang Ho có thể lắng nghe ý kiến của người khác thì điều đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp cầu thủ sau này của cậu ấy. Deot mỉm cười, chốt lại vậy nhé, để đánh bóng mạnh cậu phải làm đúng theo những con số trong biểu đồ này. Giselle nhắc nhở, anh à, mắt cậu ta lờ đờ rồi kìa. Hắn kinh ngạc, sao mới nhắc tới số liệu thôi mà đã thành ra vậy rồi, anh đáp, anh cứ nói đơn giản thôi. Thế rồi hắn lấy một tấm bảng ra, vậy cậu nhìn cái này xem sao. Đây là dữ liệu phân tích cú đánh của cậu ấy, vùng đỏ càng cao thì cậu đánh càng tốt. Trang Ho nhìn qua rồi nói, vậy nếu tham khảo dữ liệu này trong lúc luyện tập đánh bóng là có thể biết liệu có đánh vừa rồi có chuẩn xác hay không đúng chứ. Deot vui mừng, đúng rồi, chính xác là như vậy. Hiểu chưa nào, đó là lý do đội phân tích chiến lược cứ nhìn vào máy tính bảng suốt ngày đấy. Cậu ta nói rằng, vâng, em cũng thấy dữ liệu này rất có ích. Anh Deot đã giải thích rất rõ ràng, nhưng nhờ anh Giselle chỉ ra những điểm khó hiểu nên tôi mới nắm rõ được hơn. Nghe tới mình hai mắt anh sáng lên, anh cơ á, ban nãy cậu ta còn gọi là Giselle cơ mà. Chờ cậu ta hỏi, sao anh lại luôn biết chính xác khi nào tôi không hiểu vậy, anh đọc được suy nghĩ của tôi à? Deot nói, nhìn thôi cũng thấy mà, hai người y xì nhau luôn, chẳng ưa gì việc học hết. Nhưng Trang Ho này, sao cách cậu xưng hô với tôi, khác với khi xưng với Giselle vậy? Cậu thẳng thắn nói, anh Deot trông có vẻ lớn tuổi hơn anh Giselle nhiều mà. Hắn nghe như sét đánh ngang tai, cái gì, cậu vừa nói gì cơ? Tôi với thằng nhóc này chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi, lớn tuổi gì ở đây chứ? Trang Ho ngạc nhiên, thật vậy sao? Giselle nói, vậy tôi sẽ nói chuyện với Trang Ho bằng giọng thân mật hơn, hắn vẫn còn hơi giận, cứ làm thế đi, anh trêu chọc, anh này hay để bụng quá đi. Deot mắng, im đi thằng nhóc. Không biết qua bao lâu, khi Giselle đang nằm ngủ thì bị gọi dậy, mở mắt ra thấy Deot, gì vậy anh? Hắn vội vàng nói, dậy đi thằng ngốc. Anh ngáp ngắn ngáp dài, đã sáng rồi à, hôm qua Trang Ho này nỉ tôi nói chuyện thêm, xong tôi nhớ là đã vào phòng cùng cậu ấy. Lạnh quá, sao cậu ta không đắp cho tôi cái chăn dày hơn nhỉ? Deot có vẻ căng thẳng, giờ không phải lúc nói về chuyện chăn chiếu đâu. Hơn 11 giờ rồi đó, chúng ta muộn rồi, anh nghe vậy giật cả mình, cái gì cơ? Lại bị mắng rồi, Deot nhắc nhở, mau mặc quần áo vào đi, chúng ta phải ra sân tập nhanh, không là ăn chửi nhiều hơn ấy. Đúng lúc này huấn luyện viên đánh bóng gọi đến, mặt anh tái mét, mới nhắc Tào Tháo luôn. Vừa nghe đã bị chửi xối xả, cái tên kia, mấy giờ rồi hả, cậu có biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Anh bèn đáp, xin lỗi huấn luyện viên, chúng tôi sẽ ra ngay. Chợt người nọ lại nói, mà này, ai lại điên rồ làm việc suốt đêm chỉ vì Trang Ho yêu cầu chứ, nếu có chuyện thì ít nhất cũng phải báo cáo với tôi một tiếng đi. Giselle thầm nghĩ, Trang Ho đã giải thích mọi chuyện rồi à, có vẻ tình hình không quá tệ. Rồi huấn luyện viên nói, sáng nay nghỉ ngơi chút đi, ăn trưa xong rồi hẵng ra sân chính. Chiều nay Trang Ho sẽ có buổi đánh bóng trực tiếp trước mặt huấn luyện viên. Cả cậu và Go, gì nhỉ, người trợ lý tập luyện bên đội phân tích chiến lược ấy, Trang Ho đặc biệt yêu cầu hai người đến xem. Đừng có đến muộn đấy, nói rồi ông cúp máy. Deot không tin vào tai, chuyện quái gì thế này. Lát sau hai người ra sân thì gặp một vị huấn luyện viên, cậu đến rồi à? Huấn luyện viên Bắc có nói với cậu rồi đúng không, Trang Ho sẽ có buổi đánh bóng trực tiếp hôm nay. Đây là lần đầu tiên trợ lý tập luyện được tham gia buổi đánh bóng trực tiếp, nhưng phải đợi huấn luyện viên đến rồi mới bắt đầu, cứ chờ ở khán đài nhé. Deot nghi hoặc nói với Giselle, bầu không khí có gì đó không ổn lắm, chỉ là một buổi đánh bóng trực tiếp mà chuẩn bị cả thiết bị, bình thường còn chẳng thấy bóng dáng trưởng ban điều hành, vậy mà hôm nay cả báo chí cũng có mặt, chắc là do bài báo sáng nay của Sir Han xong sao, bài báo nói Trang Ho sa lầy trong khủng hoảng phong độ. Giselle cảm thán, có lắm lời ra tiếng vào thật, nhưng nếu Trang Ho thể hiện tốt trong buổi đánh bóng trực tiếp này thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Deot đáp, hy vọng là vậy. Đúng lúc này huấn luyện viên và Trang Ho đi ra, mọi người đồng chào huấn luyện viên. Ông nói, bắt đầu đi thôi, huấn luyện viên ném bóng đã sẵn sàng chưa? Trang Ho cũng chuẩn bị xong rồi chứ? Cậu ta đáp, vâng, rất mong được huấn luyện viên chỉ dạy. Thế rồi cậu bắt đầu vào sân. Di Sao chỉ ngồi xem thôi nhưng nghĩ rất nhiều, chết tiệt, dù đã cố tỏ ra như chẳng liên quan gì nhưng sao mình lại căng thẳng thế này, tiếc thật, nếu gặp được Trang Ho sớm hơn vài ngày, mình đã có thể chỉ cho cậu ấy nhiều hơn rồi. Huấn luyện viên vừa ném bóng thì anh cầu nguyện, làm ơn, hãy làm thật tốt nhé, báo chí tập trung rất đông. Đúng lúc này sắc mặt bọn họ thay đổi, Trang Ho đang vô cùng căng thẳng, hồi hộp để đỡ đánh được quả bóng chày, mọi người, bạn bè xung quanh đều cổ vũ anh, hãy là thật tốt nhé, Trang Ho cố lên. Nhưng cú đánh bóng của Trang Ho lại không được như ý, mọi người ai cũng tiếc nuối, có chút thất vọng thốt lên, trời ạ, là cú đánh chạm đất à? Cô phóng viên Chu Hun quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp, tình trạng của cậu ấy không tốt thật rồi nhỉ. Anh đồng nghiệp của Chu Hun cũng đang khá lo lắng nói, đúng vậy, quả bóng đến thẳng giữa mà lại đánh thành cú chạm đất. Giselle và Deot ngồi trên khán đài theo dõi chăm chú, Giselle quay sang nói, anh Deot, thằng nhóc đó đánh bóng mạnh dữ luôn, Deot cũng cùng quan điểm, khác hẳn trước kia luôn mà. Huấn luyện viên Bắc đang chạy ra chỗ Trang Ho, ông ấy thầm nghĩ, cậu ta còn nhớ lời Deot nói hôm qua sao? Đột nhiên Trang Ho cản ông ấy lại và nói, huấn luyện viên, xin chờ một chút. Trang Ho chạy ra chỗ bàn anh quản lý và bảo, anh có thể kiểm tra giúp tôi dữ liệu cú đánh vừa nãy được không? Quản lý ban đầu nghe vậy thì có chút bất ngờ, hả, dữ liệu sao? Rồi anh ấy đưa cho Trang Ho máy tính để xem, thấy Trang Ho chăm chú như vậy thì anh cảm thấy hơi lạ, thầm nghĩ, tên nhóc này lại còn đòi xem dữ liệu, chuyện lạ à nha. Trang Ho sau khi xem xong dữ liệu thì lập tức chạy về vị trí, anh ra tín hiệu, được rồi, để tôi thử lại. Deot quan sát kỹ vẻ mặt của Trang Ho và vô cùng thắc mắc, thằng nhóc đó vừa làm gì vậy? Đang tỏ vẻ vừa kiểm tra dữ liệu với chúng ta sao? Giselle nghe vậy thì cũng cùng suy nghĩ, có vẻ là như vậy. Trong lòng Giselle đang mừng thầm, tốt lắm, hiểu lý thuyết và áp dụng thực tế là hai chuyện khác nhau, vậy mà cậu ta không chỉ thử trước mặt nhiều người, mà còn tự mình cải thiện. Nhìn thôi cũng thấy tình trạng sa sút phong độ của Trang Ho đã hoàn toàn kết thúc rồi. Huấn luyện viên Bắc ném bóng, Trang Ho ngắm thật kỹ quả bóng đang từ từ rơi xuống để đánh được chất lượng nhất, và rồi Trang Ho đã đánh gậy trúng bóng. Anh tập trung toàn bộ vào cú đánh bóng vừa rồi. Cú đánh bóng lần này không bị xịt như lần trước nữa, nó bay cao vút lên trời, qua cả hàng rào sân thi đấu. Trang Ho đánh xong cú bóng này thì ai cũng trầm trồ, dành nhiều lời khen cho anh, tuyệt lắm Trang Ho. Các phóng viên tác nghiệp ghi hình trên sân cũng đều ngạc nhiên, trưởng phòng Chan Gu ngồi một góc quan sát và vô cùng hài lòng, ông ấy cười và bảo, Trang Ho, tới đó thôi là được rồi. Huấn luyện viên Bắc chạy đến chỗ Trang Ho và mắng yêu rằng, này thằng nhóc, cậu không biết trên dưới à, làm gì có ai đánh bóng của huấn luyện viên hết lực như vậy đâu. Trang Ho lễ phép cúi đầu đáp, cảm ơn huấn luyện viên, vất vả rồi ạ. Các phóng viên xúm lại quanh Trang Ho, liên tục dành lời khen ngợi và cũng đồng thời là đặt ra những câu hỏi. Trang Ho cậu thực sự đã trở lại rồi, cứ đánh thứ ba vừa nãy đỉnh của chóp luôn đấy. Chu Hun dí mic vào miệng Trang Ho và nói, tôi đến từ thể thao Goziel, có thể phỏng vấn cậu một chút được không? Hôm nay phong độ đánh bóng của cậu rất tốt, cho tôi hỏi một câu thôi. Đột nhiên có người gọi Trang Ho, nhìn về phía này chút đi, anh liền ngoảnh đầu lại, thì thấy các anh của mình đang ngồi trên khán đài. Họ dường như rất thân thiết và hiểu ý nhau nên Trang Ho chỉ cần giơ ngón cái của mình lên thì họ cũng đã biết nó mang ý nghĩa, đã thấy rồi chứ. Giselle và Deot đập tay nhau, ánh mắt vô cùng tự hào khi nhìn Trang Ho. Quay về phòng huấn luyện viên, mọi người trong phòng đều vui mừng nói, chúc mừng cậu nhé, Trang Ho. Trưởng ban vận hành KH Canon là anh Bắc nói, mới một ngày đã lấy lại được phong độ rồi, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Trưởng ban phát triển KH Canon cũng phấn khích nói, này là trời giúp thật rồi. Sáng nay vừa đọc báo của thể thao Hanseong xong tôi cứ nơm nớp lo sợ, nếu cậu không thể hiện tốt thì bầu không khí của đội cũng sẽ rất tệ. Vị huấn luyện viên thẳng thắn hỏi, vậy trưởng ban Bắc, giờ có thể đẩy Trang Ho lên đội một được chưa? Trưởng ban Bắc liền đáp, chắc chắn là phải như thế rồi. Tuy vẫn chưa nhận được chỉ thị từ huấn luyện viên Freeman nhưng theo như tôi nghe được, ông ấy rất hài lòng khi xem video đánh bóng của Trang Ho. Trưởng phòng Johnson thì lại bảo Trang Ho, có lẽ sáng ngày nốt cậu sẽ đến Okinawa qua đấy, chuẩn bị sẵn sàng đi nhé. Mùa giải này có nhiều việc cho cậu làm lắm, nếu cần gì thì cứ nói ra. Trang Ho liền nói ra nguyện vọng của mình, tôi có một vài trợ lý tập luyện muốn cùng đưa lên đội một. Trưởng phòng Johnson nghe vậy thì có chút bất ngờ hỏi lại, trợ lý biên tập ư? Trang Ho nói rõ hơn, nếu tôi muốn có thành tích tốt trong mùa giải này thì không thể thiếu hai người họ được. Johnson hỏi thẳng luôn, họ là ai vậy? Trang Ho nói, là anh Deot đội phân tích chiến lược và anh Kim Giselle, người ném bóng tập. Trưởng ban phân tích chiến lược KHK nừng giờ sờ tỏ ra rất hứng thú nói, Deot sao? Cậu ấy thì được, cứ cho cậu ấy lên đi. Rồi trưởng ban phân tích chiến lược bảo với trưởng ban Bắc, anh Deot là nhân tài đấy, đúng chuẩn nòng cốt của đội phân tích chiến lược của chúng tôi luôn. Tuy có hơi lớn tuổi rồi nhưng anh ấy tốt nghiệp từ một trường danh tiếng và cũng là người nghĩ ra cách giúp Trang Ho vượt qua khủng hoảng phong độ đó. Trưởng ban Bắc lại bình thản nói, chỉ là trợ lý tập luyện thôi mà, cậu có đang kiếm cớ tuyển người mới không đấy? Các trưởng ban cứ bàn tán sôi nổi với nhau, nhưng còn Kim Ji-seo, cậu ta là ai, còn nhiều người khác ổn hơn mà, ngoài việc ném bóng tập ra thì không có lý lịch gì nổi bật, cũng có lý lịch mà, giải đấu Trung Quốc đó. Vậy thì thế này nhé, chỉ đưa Deot lên đội một thôi. Trang Ho thấy họ cứ bàn tới bàn lui về những người anh em của mình thì vô cùng ngứa mắt và chút bực bội. Trưởng ban phát triển nói, ngay cả trợ lý tập luyện cũng biết tình hình đội bóng, nếu đưa cả hai người lên đội một thì chẳng phải tinh thần của mọi người sẽ bị ảnh hưởng sao? Thật ra trong đầu anh ấy đang thầm nghĩ, Deot thì không sao, nhưng nếu Kim Ji-seo được lên đội một là sẽ không còn chỗ để đưa thêm người khác lên nữa, và người mình muốn đưa lên đội một không phải là Kim Ji-seo, mà là người khác, những người khác đều nhất quán với ý kiến, vậy thì chỉ đưa Deot lên đội một thôi. Trang Ho im lặng nghe họ nói hết rồi anh mới bắt đầu nói lên quan điểm của mình, nếu các trưởng ban đã quyết định như vậy, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở lại đội 2 để chuẩn bị cho mùa giải. Các trưởng ban nghe xong thì đều sốc, há hốc mồm nói, cái gì cơ? Trưởng ban Bắc bảo Trang Ho, cậu đang nói gì thế, ở lại đội 2 là sao? Người khác thì cũng nhào vào nói, cậu có biết đội bóng đã xáo trộn thế nào vì cậu không? Đúng ra cậu phải nghĩ đến việc lên đội 1 và thể hiện tốt vào chứ. Trang Ho nghiêm túc nói với họ, việc tôi yêu cần đưa hai người đó lên đội một là vì tôi nghĩ điều đó cần thiết cho việc tôi thi đấu tốt trong mùa giải này. Tinh thần của những trợ lý tập luyện còn lại ở đội 2 có dính dáng gì đến tôi đâu. Trưởng ban Ban phân tích chiến lược rất ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ của Trang Ho như vậy. Cái cậu này, Trang Ho thầm nghĩ, mình chỉ cần thi đấu tốt thôi, và để thi tốt trong mùa giải này, nhất định phải có hai người đó, chắc chắn là vậy. Anh Deot sẽ dạy mình về môn bóng chày, còn anh Ji-seo lại hiểu rõ tâm lý của mình nhất. Sau đó, Trang Ho dứt khoát bảo với các trưởng ban rằng, sự nghiệp bóng chày của tôi không thể thiếu hai người họ được. Trưởng ban phát triển nghe vậy thì đặt ra các câu hỏi cho Trang Ho. Vậy nếu sau khi mùa giải bắt đầu không thể đưa cả hai người đó lên đội 1 thì sao? Cậu sẽ ở lại đội 2 luôn à? Trang Ho đánh trả một câu, tôi chưa nghĩ đến việc đó. Điều này khiến trưởng ban đứng hình, á khẩu luôn, đồ cứng đầu mà. Rồi huấn luyện viên bình tĩnh nói, người hiểu rõ tâm lý của cậu à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đưa ra yêu cầu thế này đấy. Cậu luôn chỉ biết đến bản thân, nhưng lại là kẻ ngốc nghếch yêu bóng chày. Cứ mỗi đêm đều kiên trì vung gậy tập luyện. Chuyển cảnh, Ji-seo nhận được cuộc điện thoại của huấn luyện viên. Không hiểu có chuyện gì mà anh ấy rất hốt hoảng hỏi, ai gọi tôi cơ ạ? Chuyển cảnh tại phòng giám đốc Canon, hiệu trưởng bảo với phó chủ tịch Hong Chu rằng, cảm ơn ngài đã hỗ trợ cho đội bóng chày của chúng tôi. Ông Hong Chu cười và nói, ngài không cần phải làm vậy đâu, hiệu trưởng. Các học sinh được đến sân của chúng tôi chẳng phải tự khắc sẽ muốn gia nhập Canon luôn rồi sao? Dù sao cũng đều là vì sự phát triển của đội chúng ta cả. Hai người họ bắt tay nhau. Phó chủ tịch rất tốt bụng bảo hiệu trưởng, rất mong được hợp tác với ngài trong các dự án hỗ trợ sắp tới. Hiệu trưởng cười tít mắt đáp, cảm ơn ngài, phó chủ tịch. Sau khi tiếp hiệu trưởng xong, phó chủ tịch Hong Chu quay về phòng làm việc, ông ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc rồi nhỉ, mệt chết đi được. Rồi ông bảo với thư ký Giang, biết thế này thì tôi đã giao chức giám đốc cho người khác rồi. Thư ký Giang cười và bảo phó chủ tịch, nhưng ngài vẫn sẽ là người làm việc chăm chỉ nhất đấy thôi. Ông Hong Chu đột nhiên nhớ ra và hỏi, bài báo thế nào rồi? Thư ký Giang nói, ý ngài là bài báo về Trang Ho sao? Không có gì đặc biệt cần phải xử lý, có báo cáo rằng cậu ấy đã thể hiện rất tốt trong buổi đánh bóng trực tiếp và trong việc giúp Trang Ho hồi phục phong độ. Trợ lý huấn luyện Kim Ji-seo đã đóng góp rất nhiều ạ. Phó chủ tịch đang cầm cốc trà lên uống, sau khi nghe vậy thì ông cũng phải khựng lại, ngạc nhiên hỏi, thằng nhóc Thanh Đảo đó à? Thư ký Giang liền đáp, vâng, nhờ vậy mà cậu ấy đã được đưa lên đội một rồi ạ. Ông Hong Chu khá lo lắng hỏi tiếp, đưa lên như thế có ổn không? Mấy người quen của tôi đã biết chưa? Thư ký đoán, rất có thể là rồi đó ạ. Vì theo báo cáo, huấn luyện viên trưởng đã đồng ý cho Kim Ji-seo lên đội 1, ông Hong Chu lại hỏi tiếp, lý do là gì? Thư ký Giang cười khúc khích và bảo, vì có tầm nhìn tốt thì phải. Phó chủ tịch vẫn rất băn khoăn, tầm nhìn tốt là sao? Khả năng nắm bắt trạng thái tâm lý, tình trạng thể lực và chấn thương của các cầu thủ, đó là điều mà ban quản lý đội bóng chày coi trọng nhất. Điều đó không chỉ quan trọng trong công việc của đội bóng chày mà còn trong mọi mặt của cuộc sống. Mặc dù bề ngoài ông Hong Chu tỏ ra rất lạnh lùng nhưng bên trong ông ấy rất tự hào về con mình, khá lắm, Thanh Đảo. Ông ấy hỏi thêm cả những cái khác nữa, rồi sao nữa, nhóc Thanh Đảo đó sẽ đảm nhận vai trò gì ở đội 1? Thư ký Giang liền trả lời, chưa có thông tin cụ thể, nhưng có vẻ cậu ta sẽ làm việc dưới trướng trưởng phòng quốc tế, ông Song Bom. Nghe vậy thì phó chủ tịch nói, phòng quốc tế à, thằng nhóc Thanh Đảo này, sắp tới sẽ vất vả lắm đây. Chuyển cảnh tại sân bay, huấn luyện viên Bắc vừa mới thấy Ji-seo đến đã bảo anh, trưởng phòng quản lý quá đáng thật chứ, biết rõ là không còn ai giỏi ở đội 2, vậy mà vẫn lấy cậu đi. Ji-seo nghe vậy thì cười khúc khích. Huấn luyện viên Bắc nói tiếp, Ji-seo, cậu cũng vậy đấy, khi trưởng phòng hỏi có muốn lên đội 1 không, đáng lẽ phải trả lời là tôi còn nhiều điều phải học ở đội 2 chứ. Nghe những lời nói đùa này của huấn luyện viên Bắc, Ji-seo rất vui, cười tít mắt, hai người họ có vẻ rất hợp nhau. Thầy Bắc nói, Nhìn cậu kìa, cười gì đấy? Di Sao đáp, huấn luyện viên cũng đang cười đấy thôi. Rồi huấn luyện viên Bắc cười to lên, vui mừng nói, thằng nhóc này, chúc mừng nhé, nhóc con. Tôi đã đoán từ khi cậu xin bảng kế hoạch tập luyện, nhưng không ngờ cậu lên nhanh thế đấy. Di Sao rất biết ơn thầy Bắc, đều nhờ huấn luyện viên cả mà. Nhờ huấn luyện viên cho tôi làm ném bóng tập nên tôi có nhiều cơ hội hơn các trợ lý khác. Huấn luyện viên Bắc cười và bảo Di Sao, cũng biết nữa hả, rồi định ăn xong bỏ chạy luôn hả? Di Sao nghe vậy thì cuống cuồng nói, đợi một chút, để tôi ra ngoài mua cà phê đá cho thầy. Thấy cậu ấy như vậy, huấn luyện viên Bắc không nhịn nổi sự buồn cười, không cần đâu nhóc. Tôi là người từng chê cậu vì không được chọn vào đội chuyên nghiệp mà, giờ mà thêm thắt gì vào cơ hội mà cậu đã nỗ lực giành được thì sao coi được. Nếu muốn trả ơn tôi, thì hãy cầm lấy cái này đi. Di Sao ngơ ngác không hiểu thầy huấn luyện viên Bắc đang đưa cho mình tờ giấy gì. Thầy Bắc nói, đây là danh sách những cầu thủ được đưa lên đội một trong trại huấn luyện mùa xuân này. Tôi đã ghi lại những điểm đặc biệt mà tôi nhớ được về những thằng nhóc còn ở đội 2 mùa trước rồi đấy. Đội bóng chày nhìn thì làm việc hơi qua loa, nhưng cũng có quy trình riêng của nó. Tôi là huấn luyện viên đánh ở đội 2 thôi, không tiện để nói gì với mấy đứa đội 1. Nên tôi hy vọng cậu sẽ nắm rõ nội dung này và quan tâm đến bọn nhóc hơn. Di Sao cầm lấy tờ giấy và đắn đo nói, tôi có thể làm vậy sao? Huấn luyện viên Bắc nhấn mạnh với Di Sao, sao lại không được? Từ giờ cậu là trợ lý huấn luyện viên đội 1, là người đã cứu Trang Ho khỏi khủng hoảng còn gì. Vậy nên nhờ cậu cả nhé. Rồi thầy Bắc đưa cho Di Sao một chai nước. Thấy vậy, Di Sao thầm nghĩ, gì đây, đúng là một ông chú chính hiệu mà. Huấn luyện viên Bắc thấy vẻ mặt của cậu ấy cứ căng thẳng như vậy thì hỏi, sao thế? Di Sao gãi đầu nói, không có gì, tôi chỉ thấy hơi lạ thôi. Thầy Bắc rất ngạc nhiên hỏi, lạ gì cơ? Di Sao liền nói lên suy nghĩ của mình, từ khi vào đây, tôi thấy mọi người ở Canon đều làm việc rất chăm chỉ, như huấn luyện viên nhưng mấy năm nay lại chưa được biết đến bóng chảy mùa thu. Nghe cậu ấy nói vậy thì huấn luyện viên Bắc có chút băn khoăn, gì cơ? Chuyện đó thì, ông ấy khựng lại, rồi cũng ngẩn người ra nói, tại sao lại vậy nhỉ? Nếu tôi biết, thì tôi đã không còn ở đội 2 mà đã làm huấn luyện viên trưởng hoặc giám đốc rồi chứ. Huấn luyện viên ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, không bận tâm nhưng thật ra ông ấy đang thầm nghĩ, Di Sao, cậu vẫn chưa hiểu rõ về Canon đâu nhóc à. Di Sao đã hạ cánh tại Okinawa, Nhật Bản. Trang Ho nói với Deot và Di Sao, huấn luyện viên gọi rồi, tôi phải đi đây. Di Sao động viên cậu ấy, đi đi, cố lên nhé. Rồi Trang Ho bảo hai anh, từ giờ mong các anh sẽ giúp đỡ em nhiều hơn. Di Sao cười và bảo, tên nhóc này dễ thương ghê. Deot kéo vali và bảo, vào thôi Di Sao. Deot phấn khởi nói, không biết sân tập của đội một xịn đến mức nào nhỉ, muốn xem ghê. Thiết bị chắc sẽ loại mới nhất nhỉ, chất lượng cỏ trên sân chắc cũng sẽ rất tốt. Nhưng đến khi bước chân thật sự vào sân thì Deot mới bàng hoàng, xanh sẩm mặt mày. Di Sao như vậy, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Deot hoảng hốt nói, Di Sao à, sân tập của đội một còn tệ hại, thê thảm, sao lại thế này chứ?